Bây giờ mình phải chú tâm mình tu đi, chứ mình đừng có phan cái gì cũng là chồng niệm Phật đi chồng, con niệm Phật đi con, niệm Phật tốt lắm đó nghe, niệm Phật tốt lắm đó nghe, niệm đi, niệm đi, niệm nghe. Kêu hoài khô cũng không còn chịu niệm đâu. Thứ ở đâu nghiệp chướng nặng nề. Nó khuyên hoài mà còn ăn thịt. Ăn thịt đi ra đỏ đi ngục nghe. Chồng nó nói, nói gì? Tu mày tu kệ mày đi, mày kêu tao tu cái gì? Tao chưa có ăn thịt, tao chưa có ăn chay rồi mày kêu tao ăn chay. Tao ăn chay tao sắp ruột mày hiểu không? Nói không, bậy ghê chưa. Mình lo mình ăn chay, mình tu mình đi, mình tu cho tốt đi. Mình tu sao mà mình dễ tính, mình vui đi. Mình an lạc, mình cười hoài đi. Nó chửi mình cũng nhịn luôn đi. Thiền thời gian nó thấy một pháp ngon quá, nó hỏi mình dạy nó. Đúng không? Bây giờ nó chưa chịu nghe gì hết trơn mà cứ năn nỉ nó hoài à. Thấy không? Một cái món đồ ngon mà làm hạ giá không à, trời ơi. Vì coi người đẹp thì tự người ta ngắm nhìn, chứ bây giờ mấy vị còn phe phan cho ta nhìn nữa hả? Nó đã đẹp là đẹp rồi, người ta tự đi kiếm nhìn à. Quý vị cứ hạ giá không à. Bởi vì những đức nói phái nữ bây giờ tự mình hạ giá mình không à. Mình đã đẹp rồi thì kính đi. Đẹp rồi mà còn khoe nữa. Khoe là hạ giá đó. Chừng nào mà gọi là đúng giá cả rồi lúc đó mới cho thấy. Hiểu không? Đúng giá cả ý là đúng đúng đối tượng á, là chồng mình á, mới cho thấy. Đúng không? Vậy thì cái giá cả nó quá đặc biệt. Còn bây giờ đụng ai cũng cho người ta thấy chứ ha. Nó bận cho mỏng manh, cho thiếu giải, đang cho người ta nhìn. Viết từ từ á, thành giá bèo như cái lưng non. Nói đơn giản vậy đó mà suy nghĩ đi nghe. Giờ gác chân lên trán suy nghĩ đi. Thấy không? Quý vị học Phật vậy thì tự tại biết bao nhiêu chưa? Nên mấy ngày nay những đức có thường nói cái câu này rất là hay mà quý vị phải nhớ nè. Nỗ lực nhưng không áp lực. Trong cuộc đời này nỗ lực nhưng không áp lực, nhớ nghe. Để câu này vô tâm cả đời mà làm đi. Cả đời của người chúng ta vừa nỗ lực mà vừa bị áp lực nữa. Khổ ghê thiệt chứ. Đã lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, lo cho con. Lo nhiều cho gia đình như vậy đó là quá nỗ lực rồi. Mà còn bị áp lực nữa. Vậy thì cuộc đời này làm sao thành công của cái nỗ lực? Muốn thành công của cái nỗ lực thì đừng nên bị áp lực, thì chúng ta mới thành công được việc nỗ lực của chính mình. Vì khi mình nỗ lực mà không bị áp lực thì khả năng của mình mới phát triển được. Còn nếu như bị áp lực ở trong cái nỗ lực thì chúng ta làm sao phát triển được cái nỗ lực? Con người mà bị áp lực làm sao mà vui? Mà người mà không vui làm sao thành đạt? Suy nghĩ đi. Nên chúng ta được quyền nỗ lực làm hết khả năng mình với những việc gì mà ta có thể làm được trong cuộc đời này, tốt đẹp cho người thân, cho gia đình. Nhưng chúng ta đừng bao giờ đặt vấn đề là phải thành công triệt để, vì những sự việc đó phải vô cùng viên mãn. Đừng có nên như vậy. Dù là việc làm thiện trong cuộc đời này, xây chùa, tạo tượng đúc chuông, hay là một vị chủ trì chùa phát nguyện, xây ngôi chùa hay xây cái gì, hay là tạo dựng cái cơ ngơi cho người ta tu, chúng ta được quyền nỗ lực. Nhưng đừng bao giờ đặt vấn đề chúng ta bị áp lực cho bản thân mình. Áp lực là không thành công đâu. Hiểu không? Nên tất cả những người làm cha mẹ ông bà, đừng bao giờ áp lực cho con trẻ, nghe chưa? Không được áp lực cho con em. Nó đi học đừng nên tạo áp lực cho nó. Phải để cho nó có niềm vui thì nó học mới giỏi. Con nít mà mình không cho nó tuổi thơ, vậy thì sau này cuộc đời con người nó làm sao có ngày mai đây? Nó mà không có tuổi thơ thì đời con cháu của mình làm sao có tuổi thơ đây? Chúng ta phải cảm giác cái tuổi thơ, thơ ấu tự nhiên, phải có được niềm vui gì đó trong cuộc đời để cho nó sau này lớn khôn, nó có thể cho con cháu mình tuổi thơ chứ. Nên từ nó đó còn nhỏ mà đặt vấn đề sự nghiệp không à. Còn nhỏ mà đã đặt sự nghiệp cho con em rồi, cứ là vài chục năm sau có sự nghiệp đi. Chúng ta từ hôm nay học Phật không bao giờ đặt cái lý do là 20 năm sau có tiền mới cười. Khổ ghê. Có rất nhiều người chúng ta bây giờ ở Việt Nam khổ quá, qua bên Mỹ cố gắng làm cho anh 60 tuổi đi có tiền, rồi lúc đó hưởng thụ. Rồi từ đó cho tới 60 năm sau có tiền, có tiền xong mà không còn chút hương vị gì nữa, không có cái năng lượng gì hết, chứ sao cười. Nên từ nơi đó cái nụ cười là từ bây giờ chúng ta đang biết, chúng ta đang ngồi đây, và ngày hôm nay là ngày bắt đầu cười. Thấy không? Ngày hôm nay là ngày bắt đầu cười, thấy không? Nhớ câu nghe, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nếu cô gái nào thường cười thì cô gái đó trẻ lâu.
Phải nhớ nha, mấy cô đây nhiều, mình xuyên qua mấy cô gái. Mấy bà này cũng vậy mà cười nhiều thì mấy bà đẹp à. Dùng miệng méo cười cũng đẹp nữa, chứ đừng nói miệng tròn. Những đức nói bây giờ súng hai cái răng cửa, hàng tiền đạo bị rụng sạch. Nhưng mà cười lên nó cũng có duyên. Ừ, cái hàng tiền đạo mà nó rụng đi mà quý vị thường cười nó cũng có duyên nữa. Chứ đừng có mà. Nên những đức nói những người mà niềng răng nghe, hai năm mấy, ba năm chờ mà không cười đi rồi quý vị đố còn nụ cười nữa đó. Tự diệt vong nụ cười. Tầm bậy ghê. Niềng răng thì niềng răng, nhưng mà trong thời gian niềng răng cũng phải ha ha chứ. Hãy đưa cái hàm răng ra, để mai mốt khi mình tháo nó ra thì cái đà cười đó của mình nó thành duyên luôn. Còn bây giờ niềng vào rồi cái chịu mấy năm chờ cứ là hai ba năm sau cũng như là một cái cây mà uống nó thành như vậy rồi. Bây giờ tháo ra rồi cười cười không được nữa. Hiểu không? Nên từ đó nó niềng thì niềng mà cười thì cười. Rụng thì rụng mà cười thì cười. Cứ cười đi. Quý vị phải nhớ cái bộ não chúng ta cần nụ cười để nuôi nó tươi mát. Cái nụ cười là tươi mát bộ não, tươi mát tế bào. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười nhiều thì người này thường trẻ trung. Quý vị biết một con người mà thường cười là trẻ lắm, nó lâu già lắm. Quý vị phải nhớ từ nơi đó mà chúng ta phải thường tập cười. Những đức nói rằng mỗi buổi sáng ngủ thức dậy phải cười 10 lần. Ngủ thức dậy phải cười 10 lần liền. Hiểu không? Kiểu này về đang ngủ với chồng, sáng thức dậy, sáng thức dậy cái nằm cùng phòng với chồng, cùng giường mà ngồi vậy cái tự nhiên xích bần. Xích bần mà nhìn vô chồng á, nhìn vô chồng cừ cái điếm một. Hai ba bốn. Cười cứ cười vậy trọng thôi. Má ơi, má làm gì vậy má? Ơi trời, quý vị biết rằng chắc nó mắc cười dữ lắm nghe. Chắc hai vợ chồng chắc sáng nào ngủ thức dậy cũng lo cười chân á. Tự nhiên nói anh ơi, thầy nói rằng là cười nhiều tốt lắm, mà anh cũng muốn em cười mà, nên để cho em tập cười đi. Cái chồng nói ờ tưởng đâu cái gì, sao không nói sớm, làm sợ muốn chết luôn. Tưởng đâu là ông bà gì nhập vô chứ. Hiểu không? Nên mình phải nói cho tao biết là anh ơi, sáng mai em cười. Nói cái gì vậy bà? Nói rõ cho nghe coi, sao tự nhiên ngày mai cười là sao? Thầy kêu là mỗi ngày phải cười thì mới trẻ. Thì trẻ thì anh mới thương nên em cố gắng em cười. Nên bắt đầu từ ngày mai sáng thức sớm là cười trước. Nói trước cho anh nghe. Đúng không? Không mà nói gì nó cũng ngộ nghĩnh lắm nghe. Mà người phụ nữ dù mình có chồng có con đi chăng nữa, nhưng mình phải có những lúc nó phải hồn nhiên á, thì người đàn ông ta thương lắm. Đúng không? Chứ mình đừng có nghĩ mình có chồng có con rồi cái tự nhiên mình, có nghĩa là cái hồn nhiên là riêng với họ, là tự nhiên họ sẽ thương mình lắm. Còn nếu như mà mình nghĩ mình có chồng có con rồi, thôi thôi thôi, cứng ngắc, cứng khô khô cằn cứng ngắc đi, là tự nhiên người đàn ông nó chán mình lắm, hiểu không? Nên có những lúc mình cũng ngộ nghĩnh, và những lúc mình nói chuyện nó rất là hồn nhiên, nói chuyện rất là tự nhiên của văn tự, nó rất là tự nhiên bên chồng, tự nhiên chồng thương mình nhiều lắm. Cái người đàn ông là họ thương cái sự hồn nhiên, hiểu không? Nó thương cái lúc ban đầu mới gặp nhau, hiểu không? Cái đó mà nuôi được nhiều lần, nuôi được sau này nó đặc biệt. Chứ đừng có nghĩ có chồng rồi có con rồi thôi bây giờ nói chuyện sẵn đại nó chán lắm. Tại vì nó bước ra bên ngoài người khác kiếm tiền là phải nói chuyện ngọt ngào. Nên đi ra bên ngoài thấy người ta thì thấy dễ thương quá, mà về nhà thì vợ của mình thì người ta chưa hiểu, mà vợ của mình thì vì con vì gia đình giết mà nó bị nặng nề áp lực, nó không có còn cái lời nói nhỏ nhẹ như ngày xưa, cái thấy vợ của mình sao mà nặng nề quá. Nên giết người đàn ông nó chán. Nhưng mà nếu người đàn ông mà học Phật rồi, mình thông cảm cho người phụ nữ, người ta vì cái gia đình khi cầm tiền mà sắp sửa hết tiền rồi, con bệnh rồi, gia đình chuyện này chuyện kia, giết cái người phụ nữ người ta bị nặng nề, bị chết tư tưởng quá. Mà người đàn ông thì cứ đi sớm về muộn, đi suốt vậy đó, đi kiếm tiền. Rồi tự nhiên người đàn bà người ta bị gánh nặng của gia đình mà không biết chia sẻ cùng ai. Giống như một cái cây mà không ai tưới tẩm, như hiểu không? Với cái tâm trạng người phụ nữ họ nặng nề lắm, nói chuyện với họ chọc lóc à. Họ không còn cái cảm giác của cái tình cảm ngày xưa. Tức khắc người đàn ông lại chán chê người ta. Cái này mình nên suy nghĩ lại. Tại vì nói cũng tội nghiệp. Nên những đức á, thường á, khuyên
gia đình á, là mỗi tuần lễ phải gặp nhau, vợ chồng con phải gặp nhau, ngồi lại với nhau, rồi chúng ta mua đồ ăn, đồ ngon ngon một chút xíu, rồi vợ chồng con gặp nhau, rồi mình ngồi nói chuyện để nó giống như nó tưới thẩm tình cảm của gia đình á, đừng có để cho gia đình nó bị lạc lẽo đi. Ví dụ như bây giờ vợ mình mà nó đi làm suốt luôn mà ít bao giờ được bồi dưỡng á, coi chừng từ từ nó đi có chồng khác á, nó có thằng khác á, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì nó vô trong công ty xí nghiệp cũng nó gặp người này người kia nói chuyện chứ. Hoặc là đi làm bạn bè cũng rủ đi karaoke, đi hát với nhau được. Rồi đi uống nước. Cái đi uống nước, cái đứa này chọc đứa kia chọc đứa nọ, cái xô qua xô lại là mai chứ. Cuối cùng cái lâu ngày nó siêu lòng, nó ngã luôn á. Nên mình nó phải cần bổ túc cho cái chồng, cho vợ. Nhắc nhau là cái chuyện con cái có rồi, mình phải đàng hoàng, đâu vào đó đàng hoàng. Đừng có chuyện giỡn đùa không nên này kia đâu. Mình phải khuyên dạy. Và mình phải là một người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, lo lắng cho gia đình đàng hoàng. Thì tự nhiên người đàn bà người ta là điểm nương tựa bình yên. Người ta đâu có cái nghĩ gì tầm bậy, không phải đâu. Mình là đàn ông đặc biệt nhất trong lòng người ta rồi, ai bỏ mình đâu, hiểu không? Nên mình cứ lo kiếm tiền hoài, con người mình nó trở thành khô cứng cũng thua luôn. Đàn ông mà đi kiếm tiền nhiều với cũng khô cứng nữa. Người đàn ông là nó phải làm sao phong phú lắm kìa. Mình phải làm sao thường đổi mới về cái tâm trạng của người mình á. Có nghĩa là gặp mình cái là có sự đổi mới, là cái tâm trạng vui vẻ, hiểu không? Gặp người, gặp mình cái là tự nhiên bị chọc ghẹo cười vui vậy đó. Gặp mình cái là tự nhiên vui, là tự nhiên người phụ nữ ta thích vô cùng. Cái này là cả vấn đề mà con người ta phải áp dụng trong cuộc sống. Quý vị thấy Phật pháp phong phú không? Cái niềm vui rồi mới học Phật. Học Phật rồi mình mới nghĩ đến cái niềm vui này không tồn tại. Cuộc đời này dù có vui cỡ nào cũng không tồn tại. Cơn vô thường đến. Nên Phật có nói là xa lìa khổ. Nó chăm chút về cái tình cảm. Thương quá rồi khi xa lìa càng khổ nữa. Nhưng mà phải có tình cảm, có niềm vui. Rồi mình mới dẫn dắt người ta từ từ hướng đến thế giới cực lạc. Là một quốc độ mà không còn sanh già bệnh chết. Hiểu không? Những điều như Đức chia sẻ Phật pháp đó, nó không có ngoài ra tịnh độ đâu quý vị. Vì tịnh độ nhân gian nó là một niềm vui của cuộc sống. Tịnh độ cực lạc á, là cung cực an vui. Nhân gian có được tịnh độ thì nhà nhà là an lạc vui vẻ, tự tại hạnh phúc. Như vậy thì ai mà bỏ Phật pháp? Ai nói Phật pháp khô cứng không? Có ai nói Phật pháp là cổ lưu sĩ không? Không. Phật pháp nó rất là phong phú. Phật pháp có thể đi vượt qua thời đại. Bây giờ chúng ta nói Phật pháp đi cùng thời đại đi. Phật pháp có thể đi cùng với thời đại luôn. Quý vị biết những cái gì mà con người ta đang cần có niềm vui, những cái gì con người ta đang muốn được tốt đẹp thì trong Phật pháp đã dạy hết trơn rồi. Mà nó phát xuất từ nội tâm, nó còn dữ dằn hơn nữa quý vị à. Phải nhớ đó nghe. Nên tu học muốn chuyển được mình, chuyển được mình sẽ chuyển được người khác. Nhớ nghe, cái này là mỗi người tu học phải nghiêm túc đó. Gương mặt tươi vui là duyên phước, nói thật thà, không tham lam, trở thành âm đức về sau. Quý vị nhớ, mỗi một người học Phật nhớ nè. Gặp người biết chào hỏi gương mặt tươi vui, đó là duyên ban đầu gặp. Bây giờ đơn giản chúng ta vừa gặp nhau, ai với đạo Phật con chào thầy. Rồi là tự nhiên nó đập vào mắt mình một tư tưởng là con người này vui vẻ. Thấy không? Bây giờ mình đến mình hỏi cái gì, mình xin cái gì cái cho liền. Nó lạ vậy đó, tại vì nó có duyên rồi. Còn bây giờ tự nhiên gặp nhau đụng mặt cái rầm. Thua đó, thấy chưa? Đến hỏi cái gì nghe? Thôi được rồi, chỗ khác chứ. Hôm nay gặp cái rầm có hỏi tiếng nào đâu. Nó không có duyên. Hiểu không? Nên người xưa nói lời chào cao mâm cổ là gì đó. Có nghĩa là lời chào hỏi không tốn tiền mà lại kết thành một cái duyên phước cực kỳ lớn luôn. Nên bất cứ một người nam hay người nữ, hay bất cứ một con người nào xuất gia hay cư sĩ, gương mặt tươi vui gặp người chào hỏi, đây là một cái niềm vui ban đầu. Gặp nhau dễ nói chuyện vô cùng luôn. Hiểu không? Chào hỏi vui một cái là dễ nói chuyện liền. Nên nói chuyện hoài nói cũng không hết nữa. Ban đầu đặc biệt của người học Phật là gương mặt tươi vui là duyên, là phước. Nhớ nghe, duyên phước là cái nền móng để sống trong cuộc đời này. Nói thật thà, khi tươi vui rồi, vui vẻ rồi, họ gặp mình thì mình nói thật thà thì họ nhận thức mình. Khi họ nhận thức mình là người thật thà thì lúc đó gần thân cận nữa thì nó thấy mình không tham lam. Như vậy thì ba yếu tố này để thành đạt trong cuộc đời. Phải nhớ nghe, ba yếu tố này thành đạt trong cuộc đời là gương mặt tươi vui, gặp người chào hỏi, không có cái tâm mà gọi là
giả dối gạt người, mà khi gần gũi người không có tâm tham lam bỏng sẻn. Ba tiêu đề này sẽ giúp cho chúng ta thành đạt trong cuộc đời 100% luôn. Mà ba chỗ này là những đức có phần trong đây nhiều lắm nè. Những đức có phần trong đây rất là nhiều. Quý vị để ý thì những đức không được cái gì, được là vui vẻ. Là những đức là thường gặp người là vui vẻ, chào hỏi và gần gũi là điều thứ nhất nè. Rồi quý vị thấy những đức nói chuyện thì có nhiều cái những đức không phải là hoàn toàn thật. Có nhiều khi nói chuyện cũng không đúng đâu, nhưng mà có nhiều cái thật, hiểu không? Rồi những đức gần người, những đức không có cầu cạnh cái chuyện tiền bạc vật chất, nên tự vật chất nó đến với những đức luôn. Tại vì những đức đã thấy ra ngày xưa những đức đuổi theo vật chất nhưng mà chạy không kịp theo nó, nên sau này phải có phương pháp tu để làm sao vật chất nó tự đến chứ đừng có đuổi theo nữa, cực quá. Nhưng mà muốn vật chất nó tự đến thì ba điểm này là vật chất tự đến nè. Gương mặt tươi vui là duyên là phước, đã là có duyên phước vật chất nó sẽ đến. Vật chất nó đến rồi mà còn thật thà, mà còn không tham, vậy thì những yếu tố này giúp cho quý vị thành đạt cực kỳ lớn luôn, mà vô cùng tự tại vì nó tự đến với quý vị. Làm chơi đều có thiệt hết, mà đối tác rất là đông người đến tìm quý vị. Một đồng 10, 10 đồng 100, 100 đồng ngàn, vì thật thà là người ta sẽ đến với quý vị. Thì tự nhiên ba yếu tố này là đặc biệt nhất để thành công trong cuộc đời, quý vị nhớ nha. Được quyền nỗ lực với những duyên tốt mình làm, đừng nên áp lực. Tất cả những duyên tốt mình làm, phải nhớ là duyên tốt mình làm, nhiệt tình hết lòng làm, nhưng đừng bao giờ bị áp lực với tất cả những duyên tốt mình làm. Như vậy thì cái sự tu hành của quý vị nó đặc biệt dữ lắm quý vị, nhớ. Nên những cái câu này là những đức ghi lại nó gần gũi nhất nè, để mỗi một con người chúng ta khi mà những ngày chủ nhật đi đến đây nghe đó, nó không phải là những đức chỉ nói cho quý vị nghe những cái điều vui cười hoài nhiều được, mà nó phải đi sâu sắc vào những cái việc mà mình phải nhận định thẳng để làm luôn. Như vậy thì ngày chủ nhật mình đi đến đây mình sẽ phát triển. Còn nếu như từng chủ nhật nào những đức cũng đi đến đây, có nghĩa là quý vị đi đến đây những đức nói cho quý vị cười thôi, vậy thì có khi quý vị nghe xong quên mất tiêu. Nhưng mà những câu này nó đặt để vào vị trí để cho cuộc đời chúng ta phải mà nhận thức để mà làm, vậy thì nó mới có kết quả, vị nhớ. Có một câu mà Đại sư Thiện Đạo ngài dạy rất là hay, mà đối với người tu tịnh độ của chúng ta phải tập từ khi còn trẻ luôn. Từ khi còn trẻ phải tập luôn. Người niệm Phật khi sắp mạng chung, muốn được sanh về tịnh độ thì điểm cần yếu là đừng sợ chết. Phải thường nghĩ thân này nhơ nhuốc, biết bao điều khổ lị chói vây. Nếu bỏ được thân quyển hôi nhơ, sanh về cực lạc thọ thân kim cương thanh tịnh, sẽ thoát khỏi luân hồi khổ thú, hưởng vô lượng sự an vui. Ví như bỏ chiếc áo cũ rách, đổi lấy đồ trang phục, còn điều chi đáng thích ý bằng. Nên cái ban đầu vô cùng quan trọng đó là người niệm Phật không nên sợ chết. Quý vị biết vì sao chúng ta nhận thức được cái việc chúng ta không sợ chết không? Vì mỗi một con người chúng ta mang cái thân này, sợ chết cũng chết, mà không sợ chết cũng chết. Vì cái quy luật chết là tự nhiên, sanh là tự nhiên đến, từ nhân duyên và tự đến. Già tự nó sẽ đến già, bệnh rồi nó sẽ bệnh, và chết rồi nó sẽ chết. Tất cả những điểm này không cần lo, nó cũng tự đến nữa. Để nó tự nhiên thì nó sớm muộn cũng đến thôi. Như vậy thì những ngày chúng ta sống rất là đặc biệt vì nó tự nhiên sẽ đến. Nên có những người tự nhiên thấy gương mặt mình bị già rồi lo vô cùng, phải dùng mọi cách trang điểm, phải đi thẩm mỹ viện để làm đủ cách để làm sao mình được trẻ. Không được đâu, không bao giờ trẻ được đâu. Hãy dùng cái tâm tự nhiên mà sống của những ngày tháng đặc biệt trong cuộc đời thì là rất hay. Còn dùng cách nào cũng đều là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên hết, nó đều làm cho mình tổn phước tổn duyên hoàn toàn, nó không được lợi ích gì hết trơn á, mà nó còn bị tác dụng phụ ung thư nữa. Nên những đức khuyên tất cả những phái nữ tuyệt đối đừng học đòi theo cái thời đại bây giờ mà chúng ta đi thẩm mỹ viện hoặc là đi sửa sang sắc đẹp. Cơ thể như thế nào để tự nhiên như vậy? Chỉ cần có người vui, tâm an lạc thì tức khắc quý vị sẽ được lợi ích rất lớn. Còn nếu như đã lỡ thẩm mỹ viện làm rồi những cái việc sửa sang sắc đẹp thì từ hôm nay phải hồi phục tâm lại, phải làm sao tâm an lạc để tất cả những cái thứ lạ đó để vào người thì nó trở thành cái của mình,
nó trở thành là mình, là bạn mình. Vậy thì còn có thể đỡ về sau tác dụng phụ khi bệnh hoạn. Còn nếu như ai đã chưa từng mà sửa sang sắc đẹp thì bây giờ nghe được những bài chia sẻ này đừng nên làm, vì nó có tác dụng phụ rất là lớn. Nó không có được lợi ích nhiều đâu, mà nó có tác dụng phụ rất là lớn. Nên những đức nói rằng 100% luôn, thí nghiệm các người ở trong chùa mình nè, họ không có trang điểm đánh kem thì da mặt của họ dù 37 tuổi, 40 tuổi nhưng mà dù bây giờ lâu lâu họ nổi vài một mụn nhưng da mặt họ rất tự nhiên. Da mặt của họ rất là tự nhiên quý vị. Đó là xác thực rõ ràng 100% luôn. Nên từ nơi đó để da mặt tự nhiên mà tâm an lạc á nghe, thì nó hiện tướng cực kỳ tốt đẹp luôn. Đừng nên đi sửa sang sắc đẹp, đừng nên đi phá hoại hoàn cảnh tự nhiên của thân mình. Nó sẽ không được tốt cho chính mình đâu. Thí dụ như lỗ mũi nó xịp xuống, cứ để nó tự nhiên đi. Lỗ mũi xịp, duyên của lỗ mũi xịp, hiểu không? Thì tự nhiên nó cũng có duyên của lỗ mũi xịp. Còn nếu như mà đem cái cục cây gì để mà để vô đó đi độn lên cho nó cao á, có ngày chồng nó giọng một cái xẹp liếp xuống còn ác đạn hơn nữa, hiểu không? Nên từ nó để cho nó tự nhiên mà sống cuộc đời vẫn là tự tại hơn. Để tự nhiên đi quý vị, hay nhất là tự nhiên, nghe chưa? Nên từ nơi đó mà cái quy luật của tuổi già ai cũng sẽ đến, có sợ cũng đến à. Mà càng sợ thì càng mau đến. Rồi bệnh, bệnh thì nhất định sẽ đến, vì con người ai cũng bệnh. Vì bệnh để nhận thức về vô thường, bệnh để nhận thức rằng cuộc đời bệnh sẽ đến với mình. Nên chúng ta phải cố gắng tu để cầu giải thoát. Nếu không có bệnh thì cuộc đời chúng ta nghĩ nó tồn tại lâu dài, chúng ta sẽ không lo tu. Nhưng có bệnh là một điều nhắc nhở rất lớn để cuộc đời chúng ta cố gắng tu hành để cầu giải thoát. Nên cái bệnh là sự nhắc nhở rất là lớn, ai cũng sẽ bệnh, chứ không phải mình bệnh mà người ta không bệnh đâu. Nên bệnh là tự nhiên, và chết, chết là lẽ tự nhiên. Có sanh thì tức có tử. Nên mỗi một con người nên nhận thức rằng cuộc đời khi chết đi, chúng ta không cầm theo được gì cả. Hiểu được nguyên lý này rồi thì sống trong cuộc đời này biết đủ để thường vui. Đừng có gì vật chất tiền tài mà tạo bao nhiêu nghiệp chướng, để khi chết rồi chúng ta phải bị nghiệp chướng nó dẫn dắt lôi kéo đi xuống tam đồ ác đạo thì rất là khổ. Nên chúng ta từ hôm nay hiểu được cái nguyên lý của sanh già bệnh chết thì cuộc đời chúng ta rất tự tại với cái chuyện sanh già bệnh chết. Sống một ngày vui một ngày, sống một ngày sống tốt một ngày, đó là chân lý mà giúp cho chúng ta đời này tu hành giải thoát. A Di Đà Phật. Có một công đoạn rất là hay, quý vị nhớ những bài chia sẻ này rất là hay để chúng ta nhận thức về pháp môn tịnh độ nghe. Vị này gọi là Hòa Thượng Tuyên Lực Sư Thích Minh Thông, rất là hay luôn. Thấy không? Ngài nói một câu nè, xác thực luôn nè: muốn vãng sanh phải tập làm người dốt. Thầy ngồi ghế nhà trường xuyên suốt 20 năm, học hầu như gần hết các kinh luật luận đại thừa từ nơi các bậc thầy thật tu thật học. Học nhiều như thế nên quân tập trong A Lại Gia, nhưng nay muốn vãng sanh phải tập làm dốt. Nên bây giờ ai tới hỏi giáo lý tư tưởng đại thừa đều phải nói không biết, tôi dốt, chỉ biết niệm Phật thôi. Rồi khuyên người ta niệm Phật, người ta nghe thì nghe, không nghe thì thôi, chứ không nói gì về mấy thứ khác. Bây giờ chỉ duy nhất ai hỏi về niệm Phật thì nói, hỏi về tịnh độ thì nói vậy thôi, tập dốt thiệt. Do đó đại chúng mà đọc qua cuốn sách tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo rồi, thật đúng là thấy mình dốt, không muốn làm gì khác nữa. Làm gì bây giờ cũng tiếc thì giờ niệm Phật. Đại chúng bây giờ niệm Phật thấy có niềm vui, niệm Phật không chán, càng niệm càng ham thích như món ăn ngon của mình, không còn thấy thiếu gì nữa hết. Đối với thầy đi dạy như vậy cực chẳng đã, thầy phải làm, bắt buộc phải làm, chứ thầy không ham. Niệm Phật không thấy buồn, không dư thời gian. Đó là thầy chia sẻ với đại chúng. Đại chúng hãy thường niệm A-di-đà Phật nhé. A-di-đà Phật. Đó. Nghe chưa? Nếu như những đức kia quý vị mà gọi là dốt, vì nói ông cũng dốt mà không biết cái gì. Bây giờ quý vị nghe nè, Hòa Thượng Tuyên Lực Sư Thích Minh Thông đó, học quá nhiều. Ngài nói là quân tập trong A Lại Gia thức nhiều quá.
Mà người mà học nhiều như vậy mà có thể quy hướng tịnh độ thì không đơn giản chút nào. Đây là những bậc căn cơ rất là cao quý vị. Từ nơi đó chúng ta mà giờ học như vậy để mà chuyển lại coi chừng chúng ta chết queo rồi, không có thời gian. Nên bây giờ mình là chú tâm ngay câu Phật hiệu là thành công rồi, thấy chưa? Rất là đặc biệt. Rồi một công đoạn của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh nè, nghe nè: Bồ Tát còn nguyện vãng sanh, không chi mình là phàm phu. Mấy thầy mấy cô thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật đó. Tôi cả đời chuyên tâm nơi pháp môn trì danh niệm Phật. Đây là pháp môn dễ tu, dễ thực hành nhất, dễ thành tựu nhất. Nghe chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng những văn tự này quý vị mà nghe một phát thôi, những người này quý vị đáng tin không? Đó. Nếu mà nói về giáo hội họ cũng uy tín lớn vô cùng, nhưng vẫn là tiên dương tịnh độ thù thắng nhất. Đây rõ ràng là thông hiểu về kinh giáo. Còn chúng ta không thông hiểu gì hết, chỉ có thiện căn nhân duyên để tin tịnh độ thôi. Còn các ngài là gì? Thông hiểu về kinh giáo. Như Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh, ngài khuyên dịch biết bao nhiêu kinh giáo mà nói, hiểu không? Còn vị tiên luật sư thì ngài nói rằng ngài học rất nhiều về kinh đại thừa, hiểu không? Cuối cùng quân tập trong A Lại Gia Thức quá nhiều. Bây giờ muốn niệm Phật giảng sanh là phải học dốt hoàn toàn, chỉ biết một câu Phật hiệu mà niệm tới cùng. Như vậy thì người gặp tịnh độ này, quý vị muốn một đời này tu giải thoát thì tịnh độ là thù thắng rồi đó. Câu Phật hiệu là đúng mức rồi đó, không còn gì nữa chứ. Đỉnh cao nhất là câu Phật hiệu rồi. Ngài Lễ Ví Bồ Tát Quán Thế Âm Nhận Đức đã nói với quý vị rất thật lòng, người tu tịnh độ đa phần nhiều người ta đều gặp từ chú Đại Bi và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng khi người ta niệm hai điểm đó, còn người ta sẽ đi đến cái chỗ là tu tịnh độ. Lạ như vậy, vì Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi, quý vị té xuống sông ngài vớt lên bờ. Nhưng ngài vớt lên bờ, ngài từ bi, nếu như ngài vớt lên mà để ở đó thì bị té xuống nữa ai vớt đây? Nên ngài phải tìm cách làm sao để mà ngài vớt quý vị đi đến nơi mà không còn bị té xuống sông nữa. Thì đây mới là thật sự từ bi mà có trí tuệ. Như vậy thì quý vị phải nhìn ra là chú Đại Bi và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là sự gia trì để gặp tịnh độ và tu tịnh độ. Nên trên đỉnh đầu Bồ Tát Quán Thế Âm để tượng Phật A Di Đà, để muốn cho tất cả những người biết ta là Bồ Tát Quán Thế Âm thì nên niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc, về cực lạc không còn khổ nữa, đúng không? Nên cái nguyên lý của tu tịnh độ là từ trì chú Đại Bi, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là duyên của con người cầu an trong cuộc đời này. Trong cuộc đời ai cũng muốn cầu được bình an cả, đi sông, đi suối, đi biển, đi học hành, phần nhiều niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu ai biết đạo, niệm để cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, cầu nguyện cho được sự bình an tốt đẹp cho gia đình, đúng không? Nhưng sự tốt đẹp bình an đó chỉ là nhất thời của cuộc đời thế gian. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi muốn chúng ta chấm dứt sự bất an luôn, đó là phải niệm A Di Đà Phật. Nên từ chú Đại Bi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà tới niệm A Di Đà Phật thì đây là đỉnh cao nhất của đỉnh rồi, thì không bao giờ quay lại nữa. Chỉ có một câu Phật hiệu thì có chú Đại Bi, có Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì bổ nguyện Di Đà được mười phương chư Phật tán thán, nếu như quý vị tin là 100% thành công. 100% thành công, chứ không phải nói 99 đâu. Nếu như cái người đã niệm A Di Đà Phật chuyên nhất rồi mà quay lại trì chú Đại Bi và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy có ngược không? Từ niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc mà quay lại trì chú Đại Bi và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy ngược không? Cái người không biết trì chú Đại Bi và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu an, nhưng đã cầu an hiểu rồi cái nguyên lý của cái nhân cái quả rồi thì niệm A Di Đà Phật là hoàn toàn có cầu an và có cầu siêu. Nên tổ sư có một câu nói, Ấn Tổ có một câu nói như vậy: người niệm Phật cầu sanh cực lạc tuyệt đối không cầu bình an, không cầu sung sướng, không cầu giàu sang, không cầu danh tiếng, chỉ có cầu cái gì? Cầu sanh cực lạc. Chỉ có đúng một cái cầu này thôi. Nhưng quý vị biết rằng chỉ cần cầu sanh cực lạc thì trong cuộc đời này cái gì cũng đầy đủ hết, 100% luôn. Đây, chỉ có cầu sanh cực lạc, tiền có tiền, danh có danh, chùa có hết luôn,
Quý vị coi phải những đức bây giờ có không? Có mà nó còn có nhiều nữa. Mà Phật gia hộ cho có nhiều mà không bị sở hữu luôn. Đây mới là thật sự gia trì đúng. Chứ nếu như có mà cái gì những đức cũng là của mình hết, như vậy thì còn bị đặt vấn đề để nặng nề. Nhưng bây giờ những đức có thể sử dụng, nhưng không phải chùa của những đức, mà hòa thượng là chủ trì chùa. Và về sau có những người người ta làm chủ trì chùa, nhưng mà người ta để cho những đức sử dụng chùa, hai bên kết hợp với nhau để làm lợi ích cho chúng sanh. Đây mới thật sự là sự gia trì của Phật A Di Đà. Hiểu không? Xác thật luôn. À, quý vị mà nghe như vậy rồi quý vị không còn cái gì mà quý vị phải phân vân nữa chân á. Một câu Phật hiệu quá đủ rồi. Đủ đến mức thừa luôn. À, thừa luôn rồi. Nên nhớ đừng có cầu cái gì ở trong cuộc đời này. Quý vị biết Phật Bồ Tát đều hiểu tâm trạng mình hết trơn. Không sinh cũng có. Chỉ cần chăng thật tu thì ứng. Duyên đến thì ứng. Duyên chưa đến mà cho là khoan duyên sao? Hiểu không? Nên chúng ta hãy tự tại cái tâm đi. Phải nhớ tu hành gặp sự cố gì cũng là cái câu gì? Thử thách mà thôi. Thử thách mà thôi. Nhớ nghe, có nụ cười là tu được. Còn không có nụ cười là tu không có được. Nó nên cuộc đời con người tu là phải biết cười. Mà cười thì phải biết tu. Nhớ nghe, tu rồi mới biết cười. Mà cái nụ cười của người tu là nụ cười tích cực. Nụ cười của người không tu là nụ cười tiêu cực. Phải nhớ, khi một con người không tu mà ăn nhậu mà cũng cười, nhưng cái cười đó đi vào tiêu cực đúng không? Cười về sau lại khổ kế bên. Nhưng cái tích cực của người tu là người ta vui cười là từ nơi cái vui cười giải thoát. Nên càng vui cười thì càng giải thoát. Nên nụ cười của người tu là nụ cười giải thoát. Nụ cười của người không tu mà ăn nhậu ăn chơi là nụ cười đọa lạc. Nụ cười của người không tu, nụ cười có máu đổ. Nụ cười của người tu là nụ cười sạch sẽ, không có máu đổ. Quý vị coi cái người tu ăn chay trường không có máu đổ. Còn cái nụ cười của người không tu ăn nhậu, ăn con vịt, con gà, ăn huyết, con này con kia phải máu đổ không? Rồi cười xong rồi mới sanh ra tâm quán hận, quýnh lộn nhau, chém nhau, phải máu đổ không? Rồi gặp một người nữ đẹp, tranh giành nhau, quýnh lộn, phải là máu đổ không? Nên không biết tu là đi vào tiêu cực, còn biết tu thì đi vào tích cực. Nên nụ cười của chúng ta biết tu là nụ cười đẹp nhất. Hiểu chưa? Đó, nên từ nơi đó, miệng nào thì cứ cười theo miệng nấy đi. Không ai cười giùm mình được đâu. Dạ giờ không cười. Dạ giờ không cười, bây giờ bị quay phim gì nè. Bây giờ quay phim gì nè, nhìn ai cũng cười. Bây giờ chỉ cần gảo ngang gương mặt quý vị thôi là quý vị biết bao nhiêu người ngưỡng mộ quý vị chưa? Hả? Tại vì thấy quý vị cười. Bây giờ một buổi này có thể càng về sau càng đông người coi. Bây giờ chỉ cần nhìn cái mặt quý vị cười cái thôi là quý vị đã gieo duyên với bao nhiêu ngàn người cười chưa? Còn nếu như cái gương mặt quý vị mà tự nhiên chỉ cần như vậy thôi thì quý vị biết gieo duyên cho bao nhiêu người nặng nề chưa? Thấy không? Cái gì cái mặt mình mà nó cười là tự nhiên gieo duyên nụ cười mà cái mặt mình. À, rồi là thua rồi đó, thấy chưa? Thấy không? Ở đây là người ta nêu lên, nó không phải như vậy. Nhưng nếu mình bực bội cái gì đó mà làm cho người ta thấy đi, mà nhiều người thấy đi là nguy hiểm lắm. Nên cái người á mà trên mạng mà người ta câu like mà để có tiền đó, về sau nguy hiểm lắm. Rất là nguy hiểm. Thí dụ như họ giết con vật gì hay họ làm cái gì đó để họ nêu lên, họ câu like của những người không tu để vô like nhiều để có tiền á, thì cái này là cách kiếm tiền từ trong mạng nè. Sau này đờ khổ lắm. Rất là khổ, mà gia đạo sau này tiêu tùng ghê lắm. Kinh khủng lắm. À, tại vì họ để một cái hình ảnh gì, thí dụ như họ câu like á, họ làm cái hình ảnh gì cho bắt mắt quý vị. Người ta vừa nhìn cái hình ảnh của trong cái buổi đó, cái là người ta bấm vô liền là dính like liền. Bấm vô là dính liền. Nhưng mà họ đưa một cái hình ảnh gì quá xấu đưa ra, thì quý vị biết cái tội của họ là gieo cái nhân xấu vào tâm người ta, tội nặng lắm. Kiếm tiền là tiền từ trong mạng, chứ đâu phải tự nhiên vậy mà có tiền. Mà phước trong mạng của họ xài mà giảm nhiều lắm nghe. Nên đừng có làm cái gì mà kiếm tiền trên mạng, cái mà những cái điều mà câu like người ta chứ, đừng có làm.
Những đức nó thiệt á, đừng có làm. Riêng chùa mình một năm vậy, nếu như những đức mà nhận tiền trên mạng cũng nhiều lắm á, tại vì cái lượng người ta coi những đức cũng đông chứ bộ giỡn đâu. Nhưng mà những đức không dùng cái cách đó, hoàn toàn mình đem Phật pháp giới thiệu thôi. Còn phước trong mạng mà nó có thì nó thành đạt chuyện khác, hiểu không? Con người chỉ cần có phước duyên thì thành đạt chuyện khác à. Nên những đức khuyên quý vị nè, chúng ta thí dụ như bây giờ có một tiệm bánh xèo, gọi là tiệm bánh xèo gia truyền. Cha truyền con nói tiệm bánh xèo có không? Có. Bột bánh xèo mà biết pha đó nghe, là gia truyền, không ai pha được hết. Và cái nơi pha bột của người ta là hoàn toàn có một cái phòng kính, không có người lạ nào vô trong đó để nhìn thấy hết chứ. Nhưng quý vị biết rằng nó thịnh được một đời quý vị đi, nhưng mà chưa hết một đời là có chuyện gia đình quý vị đến liền. Có chuyện đến. Tại vì cái tâm của quý vị là không truyền nghề. Phật đã nói mà, pháp càng thí thì càng thông minh. Nhưng mà mình là chữ pháp để mà lợi nhuận về gia đình, hiểu không? Thì cái quả tai của gia đình quý vị là gì? Là nội chiến trong nhà, gia đạo có sự việc ở trong gia đình mình á, quan gia nó sanh vào đó để nó tranh đấu ở trong đó đó, hiểu không? Hoặc là một phương thuốc gì gia truyền, cái gì mà gia truyền thì phải đem ra giải hết ra. Cái gì mà gia truyền tốt đẹp phải đưa ra hết, còn cái gì mà ác là phải dẹp liền, cái gì mà tốt là cho nhiều người biết liền. Thì cái phước đó đó, nó không phải thành đạt vì cái nghề này, mà nghề nào mình vào đều thành đạt. Trời ơi, nó tự tại gì đâu á. Tự nhiên đi dấu dấu diếm diếm mà khổ thì ghê thiệt, hiểu không? Làm sao mà phước mà trong mạng nó đầy mà cái gì mình cũng thành đạt thì ngon, hiểu không? Nên bất cứ một cương vị nào chỉ cần áp dụng 3 điểm. Một là gương mặt tươi vui gặp người chào hỏi, hai là nói chuyện thật thà, ba là không tham lam. Ngành nghề nào cũng là ngành nghề cao hết. Bây giờ những đức nói đứng làm bảo vệ mà cũng làm trưởng ban bảo vệ nữa. Đứng vị trí nào là vị trí cao hết. Chỉ cần 3 điểm này phát huy thì vị trí nào cũng là vị trí cao hết. Gần ai cũng được người ta tiếp nhận hết trơn. Gần người nào cũng được giao của cải hết. Tại vì 3 điểm này mà làm được là tức khắc người thành đạt à, 100% luôn. Ngày xưa những đức không bao giờ có 3 cái này. Từ khi những đức đi tu, những đức đã hạ thủ công phu ngay cái chỗ 3 chỗ này. Những đức không có học thức gì, nhưng những đức hạ thủ công phu ngay 3 chỗ này. Vậy mà đi đâu người ta cũng tin dùng những đức chứ, quý vị thấy không? Đó, tin dùng là ngay 3 chỗ này á. Mà khi người ta tin dùng mình rồi, mình có cơ hội liền. Nên nó nghe Phật pháp gì, cái chuyến đi đến đây quý vị thấy lợi ích chưa? Về phải nghe lại những buổi này luôn á. Tại vì nó quá nhiều tư tưởng trong đây, quá hay rồi. Nó nhiều tư tưởng trong đây mà giúp cho quý vị thành đạt nhiều quá. Thêm cái nó có phương pháp tu luôn. Rồi niệm Phật gầy dựng tính nguyện luôn, thấy không? Nó, những điều chia sẻ hồi nãy giờ quý vị có nghe Nhật Đức nói một câu nào Nhật Đức nói về công đức không? Không. Nhật Đức giảng pháp là Nhật Đức có chủ trương vì mình. Là từng một người Nhật Đức đã từng nghe, ông giảng cái gì cũng công đức cả. Nhưng đời ông giảng công đức là đúng. Vì sao biết không? Thờ đó tịnh độ chưa hưng thịnh, phải dẫn dắt người ta từ nói công đức mà người ta ham, để người ta tu, người ta phóng sanh, người ta làm bố thí cúng dường, người ta ăn tống kinh, công đức để nhiều người làm, hiểu không? Mà thờ đó cũng nghèo, nên phải làm như vậy mới có để mà làm, nên mới nói công đức cho nhiều. Nhưng bây giờ có điều kiện rồi thì phải thật chắc tu, nói tu chứ không nói công đức. Hãy nhớ, những đức đều biết hết, làm gì không biết. Cái công đức ấy, mình nêu lên là người ta ham à, chúng sanh người ta ham. Nhưng mà bây giờ mình nên dẫn dắt cho người ta tu luôn đi. Tu là có công đức à, tâm an lạc là công đức à, đừng buồn người ta là công đức à, rồi niệm Phật là công đức à, chỉ cần làm việc tốt gì quên mất tiêu là công đức à, còn cái gì mà nhớ hoài là không công đức. Làm việc thiện đồ riêng tờ giấy đem về khoe người ta là không công đức, còn khoe người ta mà vì người ta cũng công đức nữa. Bây giờ cầm cái tờ giấy mà làm công đức này về khoe cho cái người kia ham đi làm theo mình, vì người ta không có một chút gì vì mình là công đức. Còn nếu khoe mà vì mình là không có công đức. Cái gì mà có cái gì mình là không có công đức. Nhưng niệm niệm vì người ta, dù người ta có nói gì mình mà vì người ta là công đức. Chỉ cần quý vị xem qua cái tâm tu vậy thôi là biết công đức hay phước báo liền à, hiểu không? Nên tu hành nó đừng có chết cứng nghe chưa, chứ không phải là nghe nói vậy rồi cái tự nhiên đi làm ở đâu cái người ta ghi nguyên tờ công đức người ta đưa cho mình. Không, đưa cho tôi không có công đức. Thầy dạy thầy nào thầy đức,
thì Đức ngu. Không biết cái gì chứ nói tà bậy. Cầm đi con, thầy nói công đức là có công đức à con? Vậy hả? Con cầm. Đúng không? Đừng có nói những đức tầm bậy. Tôi nói là tôi nói sống động chứ không có chết cứng được. Học pháp nó là sống động, hiểu không? Lỡ mình đi đâu mà ngay ngôi chùa người ta, mình làm từ thiện xong người ta ghi tờ công đức, người ta đưa cho mình, A-di-đà-phật, tiếp nhận, mừng quá. Có cái tờ công đức mừng quá, mình phải làm trước mặt người ta vậy, hiểu không? Đáp lại tình người ta. Rồi mình khoe hay không khoe là chuyện của mình chứ, hiểu không? Nguyên lý phải hiểu, con đi đến ngôi chùa người ta hiểu rồi, làm xong không đòi gì hết, vì người ta biết rồi. Còn đến ngôi chùa làm xong người ta phải ghi tờ công đức đưa cho mình thì nhận liền, chứ đừng có từ chối gì hết chứ. Còn người ta muốn ghi cái gì đó, người ta ghi cái chuyện của người ta, mình không đòi. Không cần đòi cái gì, mà người ta kêu mình ghi, mình không ghi. Dạ con không có cần ghi, con không cần ghi. Còn thầy muốn ghi thì tự thầy ghi đi, cái chuyện của thầy. Còn riêng con không cần ghi. Vậy thì hoàn toàn là không có tâm dính mắc. Mà không có tâm dính mắc gọi là công đức. Chưa? Nó cỡ mở hết trơn rồi, nó thoải mái bị tu luôn rồi đó. Đụng duyên, đụng cảnh ở đâu cũng được. Còn mình là người chuyên niệm Phật, mình đi đến một cái nơi đang trì chú đại bi, vô trì liền. Trì không thiệt, không kịp sao thầy? Nghe. Thì mình trì theo không có kịp, mình trì không kịp sao trì? Người ta trì kịp, người ta trì nhanh dữ lắm. Nhưng mình trì không có kịp, mình đâu có thuộc đâu, nên mình nhắm mắt là cái bà kia nói nè, trời ơi, thầy, người ta trì chú đại bi y y luôn, con nghe lời thầy, con một câu ai Phật niệm đến cùng, con vô con niệm một chút, cái đầu con bao bằng, nó tại bà dạy, tôi đã nói rồi, cái lực lượng trì chú đại bi người ta đông quá, bà vô đó bà nên nghe chú đại bi theo Iran vậy thì viên mãn, bà vô đó bà niệm ai với đà Phật là bà chống đối, bà muốn đem ai với đà Phật bà quýnh lộn với Quan Bồ Tát hả? Pháp thì pháp của Phật không à, pháp toàn là pháp của Phật không, thì mình tu mình trở về nhà mình thì mình chuyên tu. Còn mình lên chùa người ta thì mình phải giống người ta chứ chàng. Mình giống người ta đi là nhập chúng, nhập chúng thì là công đức vô lượng, hiểu không? Chú đại bi trì cũng là công đức vô lượng, nhưng là do cái pháp khó tu. Khó tu là không phải ai cũng tu được, hiểu không? Nên còn bổ nguyện Di Đà là câu ai Phật đủ rồi, đúng không? Nhưng mà mình đi đến nơi đó thì trì chú đại bi thì mình bước vô mình trì không nổi, không kịp theo mình vô mình ngồi, mình cũng trợn con mắt mình lên, im gu luôn. Bước ra hỏi, được không em? Vô định. Vô định luôn chứ được thôi không. Ôi sao chị thấy em ngồi im gu, không nhép môi chút nào. Nhép môi là xưa. Nghe từ đầu tới cuối luôn. Đúng không? Nghe, tại mình chị thì không kịp. Mình phải nghe chứ. Mình nghe chứ mình đừng niệm câu Phật hiệu nào hết trơn ha. Mình niệm câu Phật hiệu là tự nhiên nó bị ngược lên liền à. Anh ta mà trì quá trời luôn mình. Gì đó Phật, gì đó Phật, gì đó Phật, gì đó Phật. Mình làm cái bên của chừng cái bà cái bên nó giả vô mỏ mình. Vì trì chú đi bi, ai đó Phật quả trời. Đúng không? Nên từ từ đó mình phải làm giống người ta. Đi đâu phải giống người ta vậy đó. Chứ đừng có giống ác thôi. Không lẽ bây giờ nói giống, không lẽ bây giờ quý vị thấy đi vô cái nhà làm heo. Cái tự nhiên người ta cầm cái dao người ta đâm heo, nó đi ra đây. Nó, à, thầy kêu làm giống, đưa dao đây. Người ta chọt vô cái cổ con heo này, thầy kêu cũng làm giống luôn, mình chọt heo luôn. Tầm bậy. Cái này là nó nói về tu hành. Tu hành thì tụng kinh niệm Phật gì chú thì đều là cái pháp của Phật. Còn cái chuyện giết người hại người, cái chuyện này mình không có làm theo. Ai làm theo cái chuyện đó kỳ cục vậy, đúng không? Đó. Còn mình niệm A Di Đà Phật rất là quen, chuyên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ha, quen rồi. Mình đi đến một cái nơi người ta niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật thì mình bước vào là người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta niệm A Di Đà Phật, mình niệm A Di Đà Phật. Còn mình trở về nơi của mình thì mình chuyên nhất duy trì của mình hoàn toàn. Còn đến nơi người ta thì y rang của người ta. Đều là cái pháp tu mà, nó đâu có gì đâu mà chấn ngại. Pháp tu mà thì mình cứ nhặt chúng mình tu là có sự an lạc liền. Nhưng mình có một phương pháp tu thì mình trở về mình thì hoàn chỉnh cái nơi tu của mình. Còn mai mốt thì mình tự suy nghĩ lại mình có đến nơi đó hay không, thì tự mình suy nghĩ lại. Vì mình đi đến nơi đó mình cũng bị nặng nề thôi, mình ở nhà mình tu cho nó ổn luôn. Còn mình đã lỡ đến rồi là phải nhập liền, nhập cảnh liền. Vậy thì được. Còn thí dụ như giờ quý vị nghe những đức giảng quen, cái tông giảng quen rồi. Nghe cũng là cái tông giảng quen nữa. Chứ nghe ai mà giảng vòng vòng là tự nghe không quen. Nhưng đã lỡ đến nơi đó nghe người ta thuyết pháp rồi thì phải ngồi. Thấy không? Ngồi mà phải có cảm giác luôn nghe. Nghe mà làm như hứng á,
dấu dâu thầy không còn kế bên chứ có xa gì, mình làm như mình nghe thích thú phải không? Cái đầu mình làm nè. Ông thầy ông kia ông mê giảng lắm, giảng có kiểu mình nhìn mình mà gật gật đầu mình mê giảng lắm nghe. Mình phải làm vậy nghe, mình làm vậy đi để gieo cái duyên, chứ mình đừng có bỏ đi. Mình bỏ đi mai mốt mình thuyết pháp không bỏ đi nữa, thấy không? Nghe là duyên sao nó ra vậy. Nên mình đã bước vô mà dù nghe không vô, nhưng kệ ổng nói được thì mình ngồi được. Nhưng mình ngồi mình cố gắng. Thật sự ổng tưởng đâu mình hứng nghe chứ thật sự đau chân quá trời. Rồi quay á, quay tới quay lui cái đầu mình làm nè. Kinh kê đâu đó, công nhận mình giảng vô, vô rồi đó nghe, vô rồi đó, thấm rồi đó. Mình giảng mà thấy cái cô đó gật gật cái đầu vô rồi đó, vô rồi đó, vô rồi đó. À, nó giảng thấm cổ rồi đó nghe. À, nên từ nơi đó người ta thích giảng biết chưa. Chứ bây giờ mình vô mà mình không thích nghe, mình nói không phải cái tâm của tôi. Vô cái đầu người ta giảng, cái đầu khòm xuống làm vậy nè. Ai Di Đà Phật. Ở trên ông thầy ông nói tao gõ vô đầu mày bây giờ. Tao giảng quá rồi làm gì mày khòm xuống mày Ai Di Đà Phật. Không quan tâm nghe vậy chứ. Đoạn duyên nhau hiểu không? Mình phải hiểu cái này là những cái gì Đức chỉ rất là kỹ á nghe. Mấy ông mấy bà mà làm sai đừng đổ thừa tôi á. À, tôi chỉ rõ ràng hết trơn. Nhận đức là không có cái tâm lôi kéo ai hết trơn. Tùy duyên người ta thích lợi thì người ta tu. Mình dạy rất là rõ ràng. Đi đâu là kết duyên ở nơi đó cho thật là tốt. Nhưng mai mốt kinh nghiệm lại. Kinh nghiệm là mình có nên đến nơi đó hay không. Tại vì mình có cái sự chuyên tu của mình rồi, ổn rồi. Mà bây giờ mình đi đến nơi đó mình tùy duyên biết đâu mình nghe, biết đâu mình bị ảnh hưởng thì sao. Nên lỡ một lần này thôi, lần sau mình không có đến nữa. Thì lỡ lần này thì phải cho nó đàng hoàng. Còn những lần sau đừng đến nữa thì kinh nghiệm, hiểu không? Đây là những điều quý vị phải nghe đó nghe, chứ nếu không nó chấp á, nó chấp tướng á chứ không phải giỡn đâu. Đó rồi á, cái câu Ai Di Đà Phật dán á là kết duyên hay, nhưng đừng có dán tùm lum. Trời ơi, chùa của mình mà hổm giờ bị la. Không biết cái chữ Ai Di Đà Phật ai in, ai gửi đến đây đem dán tứ tung lăng tăng. Chiếc xe đạp ai cũng vừa không biết nữa. Tự nhiên dán nguyên một cái dàn chú đại bi trong chiếc xe đạp mà ngay chỗ cái chỗ ngồi. Chơi ác đạn không? Vậy Đức nói tội chết. Thấy không? Rồi câu Ai Di Đà Phật á, tự nhiên dán lên cái bà. Cái tự nhiên uống ly nước, cái để ly nước lên câu Ai Di Đà Phật à. Quý vị biết rằng người ta chứng sơ quả đó. Vậy mà người ta cố tình dựa vào bức tường mà có dán chữ Ai Di Đà Phật mà mắc sơ quả. Cái chuyện đó nó phàm phu, nó chuyện đùa. Cái danh hiệu Ai Di Đà Phật là mười phương chư Phật tán thán. Vậy mà dán chữ Ai Di Đà Phật này vào cái chỗ mà mình dẫm dựa vào không có được. Mình vì người ta, mình cho người ta thấy thì được. Nhưng mà bây giờ cố tình trong cái tường nó có chữ Ai Di Đà Phật mà dán vô rồi dựa vào cái chữ Ai Di Đà Phật. Quý vị biết cái tâm mà bất kính nó cỡ nào chưa? Bật sơ quả mà còn mắc quả vị thì chứ đừng có nó cỡ mình. Hiểu không? Nên đừng có dán tùm lum tứ tung lăng tan. Chùa người ta trì chú đại bi, chùa người ta tu thiền mật tông, đem chữ Ai Di Đà Phật lỡ dán ngay cái chánh điện chùa người ta. Nó thằng nào con nào mà dán chữ Ai Di Đà Phật ở đây trời. Không có được gì đâu. Nên mấy chú, mấy thầy, mấy cô trong chùa mình đi đâu mà dán tùm lum có ngày. Nó quýnh một bữa cho bà chạy gì không kịp. Thật sự nói làm tốt nhưng mà mình phải tùy duyên. Đừng có lãng quảng tầm bậy, có chuyện đấy. Vì hổm chùa mình có ông thầy. Tự nhiên ổng đi xịt á. Đi xịt chữ Ai Di Đà Phật á, vì ổng làm cái bảng vậy nè có chữ Ai Di Đà Phật. Cái ổng cầm nước sơn đi xịt. Thì xịt ngay chùa mình thì được, không ai nói gì. Theo tường đồ mà người ta cho phép thì được đúng không? Cho người ta thấy kết duyên cũng được đi đúng không? Nhưng mà ổng đi đến ngay cái chỗ bảo vệ khu công nghiệp của người ta. Cái ổng chạy xe đến cái ổng núp ngay cái chân bảo vệ. Cái ổng lấy nón bò ổng đội lên. Cái đầu ổng, cái thằng bảo vệ nó đang ngồi trong nhà, cái ông để cái đồ mà cái chữ Ai Di Đà Phật ông dán vô tường xong ông, cái thằng bảo vệ nó nghe cái gì mà xịt, nó bước ra nó nhìn nó, thằng nào đứng đây làm gì, cái ông lột cái nón ra thầy thầy làm gì đây, chào ngay cái chỗ của tôi mà thầy xịt cái chữ Ai Di Đà Phật thầy bôi cho tôi không bôi tôi quýnh thầy. Trời nó làm thiệt ghê. Ảnh về, ảnh chạy về, ảnh gặp Như Đức xanh mặt xanh mày. Như Đức hỏi làm gì mặt xanh đè xanh lét. Anh nói xịt chữ Ai Di Đà Phật. Xem chút bảo vệ đánh. Trời ơi.
Thôi thôi trời ơi tùy duyên đi, tôi làm cái chuyện gì mà thấy ghê quá. Mà muốn giúp người ta mà làm như là ăn trộm vậy, thôi 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 thôi, không có làm gì đâu. Những đứa có bao giờ mà đi làm gì chứ á. Ví dụ mình làm cái gì cho nó rõ ràng minh bạch đi, chứ đừng có làm kỳ cục tùm lum, hiểu không? Không có nên vậy đâu. Đây là tôi hướng dẫn lợ rồi đó nghe, chứ không thôi đem gì dán tứ tung lang thang trên trời trời, thấy không? Không có được đâu, viết tứ tung quá, nhiều quá. Tốt nhất là để cái máy niệm Phật đi đâu cũng đeo là hay nhất, đó là đặc biệt nhất. Cả chiếc áo cũng vậy, đừng có để trên chiếc áo chứ ai với đạo Phật. Để trên cái ba lô thì được, nhưng đừng để trên cái áo. Cái áo mình cũng nằm lên. Nó có cái chú đó hỏi thầy ơi, con xăm chữ A Di Đà Phật sau lưng con được không thầy? Những đức nói xăm thì được rồi đó, nhưng mà sợ đi xuống địa ngục quá. Nói trời trời sao thấy ghê vậy thầy. Bây giờ câu A Di Đà Phật ông xăm vô cái lưng ông nằm ngủ ông đè A Di Đà Phật tối ngày. Ông nghĩ đi, mà ông xăm vô cái lưng ông có được lợi ích gì đâu. Không lẽ mỗi ngày ông ở chặn đi ngoài đường làm chuyện khổ đau thấy ghê. Thôi đừng có xăm chữ A Di Đà Phật vô lưng. Hồi xưa có một chú vô chùa, ông xăm nguyên tượng Bồ Tát Di Lặc trên lưng, không có nên đâu nghe trời. Làm chuyện tầm bể. Phật Bồ Tát mình xăm vô người mình có không có được. Cái tâm mình tin Phật, cái tâm mình người tín ngưỡng Phật là được. Nhưng mình xăm vô người mình chi, hiểu không? Nó thôi đừng có làm gì quý vị ơi. Mình tu học nó phải chánh tính một chút, chứ đừng có làm cái chuyện nó mê hoặc điên đảo quá, biết không? Nó cả mà chữ A Di Đà Phật không xăm lên, tượng Phật không xăm lên người, mà cả xăm con rồng con rắn cũng đừng nên xăm lên chi. Để cho cái người nó bình thường, nó đẹp. Mình xăm chi à? Nên mấy người nam mà nghe công đoạn này rồi, đừng có xăm người mình nghe. Đừng có xăm tay chân, đừng có xăm lên người. Mình hiền mà mình xăm lên, người ta tưởng nó mình giữ. Tưởng nó mình giữ, người ta chấm mình mất tiêu rồi, hiểu không? Mình để cho người mình nó trắng trẻo sạch sẽ đi. Còn lỡ xăm rồi thì thôi, lỡ xăm rồi thì cũng hiền hậu, thì người ta cũng quý mình, hiểu không? Còn không xăm là tốt nhất, nghe chưa? Rất là nhiều người chúng ta có những gánh nặng trong cuộc đời khác nhau. Chúng ta có khi bị nó đeo mang, có khi mấy chục năm khổ đau vô cùng. Nhưng từ khi nghe được Phật Pháp thì tổ sư cũng dạy nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật thì bị nghiệp chuyển. Nên hôm nay chúng ta học tập thường nhớ Phật, niệm Phật sẽ buông xuống những cái gánh nặng trong cái cuộc đời của mình. Nên là có nhiều người chúng ta bị cái gánh nặng chói buộc mà mình cứ thường quan tâm mà nghĩ đến nó nhiều quá. Mà càng nghĩ đến nó thì nó càng nặng nề, chói buộc mình càng chặt. Nhưng mà mình chuyển qua nghĩ A Di Đà Phật thì nó lại nhẹ đi. Và nhờ cái công đức của Phật hiệu mà giúp cho chúng ta nhìn nhận được những cái gánh nặng đó, không nên lôi kéo nó theo nữa. Mà đến lúc mà mình phải buông xuống, đến lúc mình phải buông xuống nó. Mà cái phương pháp mà buông được nó không phải đá đổ hay là chặt bỏ gì, mà để nó tự nhiên bằng cách là chúng ta quay lại nhớ Phật. Phải nhớ. Thí dụ như mình khổ vì một người nào đó là mình thường nghĩ đến họ nhiều quá. Chứ nếu như mình nghĩ đến Phật thì mình sẽ giảm tối đa về nghĩ đến người đó. Nên mình thương con người ở thế gian, mình thương họ vô cùng, nhưng muốn thương họ để chúng ta không bị khổ vì họ thì chỉ có nhớ Phật. Nhớ Phật thì thương người sẽ không khổ vì người. Nhưng khi mình quên Phật rồi là mình thương người mình sẽ khổ vì người hết trơn à. Tại vì khi mình thương họ, mình sẽ lo lắng cho họ dữ lắm. Mình đặt vấn đề về họ nhiều thứ lắm. Mình mong muốn họ được gì, được gì, được gì tùm lum hết trơn á. Nên nếu mình không niệm Phật là mình bị cái tình thương ái nhiễm buộc ràng. Gọi là dụng tình hành sự thì mọi việc đều hư, dùng trí mà hành sự thì mọi việc đều thành. Phải nhớ. Nên chúng ta phải dùng câu Phật hiệu là trí tuệ để mà thương chúng sanh. Nếu như dùng câu Phật hiệu để thương chúng sanh thì là tùy duyên thương chúng sanh. Còn nếu như mà mình mỗi ngày không niệm Phật mà thương chúng sanh là dính mắc thương chúng sanh. Như nhiều người người ta cũng gặp Phật Pháp, nhưng người ta không có tu cầu giải thoát. Người ta đi làm từ thiện, người ta đi làm việc này việc kia tốt, nhưng người ta phiền não không à. Hoặc là hộ trì Tam Bảo cũng phiền não,
giúp quý thầy cũng phiền não, làm tùm lum việc đều phiền não hết. Và nhiều người trong đây chúng ta cũng đã có những khoảng thời gian quý một người thầy nào đó, lo cho một người thầy nào đó, hộ trì cho sư cô nào đó, rồi cuối cùng cũng vì người đó mà mình phải phiền não. Có luôn. Tại vì sao? Vì mình không có cái tâm giải thoát mạnh. Nếu như mà mình có tâm giải thoát mạnh mà mình thương người ta là mình không có phiền não. Tại vì mình thương người ta là duyên, mình giúp người ta là duyên, giữa mình với người ta gặp nhau trong cuộc đời này nó đã có nhân có quả. Nên mình giúp cho người ta, còn người ta được tốt hay là người ta không tốt, đó là do cái chuyện của người ta. Còn bản thân của mình là nhất định phải tu cho thật là tốt. Mình mỗi ngày phải vui kìa, rồi mình phải niệm Phật, rồi mình phải có tâm tu cầu giải thoát cho nó mạnh. Vậy thì cái chuyện giúp cho người nó sẽ không có tác dụng phụ. Phải nhớ rằng khi cái tâm trạng mình mà vui rồi đó, thì cái hoàn cảnh trước mặt mình nó tốt, nó vui hết trơn. Cái gì nó cũng tốt hết trơn. Còn nếu như cái tâm trạng mình mà buồn rồi thì dù cho vàng đổ trước mặt mình đi chăng nữa, giờ nó cũng thấy nặng nề là nặng nề. Phải nhớ rằng cái niềm vui của nội tâm nó quan trọng lắm. Mà cái niềm vui của nội tâm chỉ đúng có cái chỗ là nhớ Phật niệm Phật à. Nó lạ vậy, tại vì cái nhớ Phật niệm Phật nó không có bị chối buộc. Còn bỏ Phật cái là nó có sự chối buộc liền vậy đó. Cả là mình thương con cũng phiền não nữa. Mình nghĩ cho con không mà nó không có chấp nhận cái nghĩ của mình nghĩ cho nó. Có nghĩa là quan niệm của người làm cha làm mẹ, rất nhiều người đều nghĩ cho con, nghĩ lợi ích cho con, cái gì cũng muốn cho con mình được tốt hết. Nhưng mà con nó quay ngược lại là nó nói mình chối buộc nó, mình không để cho nó thoải mái. Nên cuối cùng rồi cái tự nhiên cái mình tức tối lên là tao vì mày nhiều như vậy mà tại sao mày nghĩ vậy đối với tao, thấy không? Có nghĩa là tại tình thương của mình là có sự chối buộc nên người ta chịu không nổi với mình. Quý vị phải nhớ, dù là vợ hay chồng mà thương nhau mà có sự chối buộc quá đáng, người ta chịu không nổi nữa. Nên cái tình thương mà trí tuệ nó không có chối buộc. Dù là yêu nhau nó cũng không có chối buộc. Tại vì sao? Vì mỗi đối phương ai cũng có cái sự mà tự tại của người ta. Người ta cũng có sự giao tiếp của bạn bè. Mình thấy cái đó không được, mình khuyên. Nếu nhắm không được, không thuận thì tùy duyên. Có duyên thì đến, mà hết duyên thì xa. Mình được quyền khuyên người ta. Chứ mình đừng có cái tâm mà thương quá thành chối buộc. Chối buộc sẽ khổ hai bên, không có lợi ích gì. Phải nhớ rằng cả vợ chồng cũng vậy. Mình được quyền khuyên nhau từ cái ban đầu, vừa xảy ra những vấn đề nhỏ nhất đã khuyên rồi. Chứ đừng đợi cái chuyện lớn rồi chúng ta mới nói, nó nói không được nữa. Chuyện nhỏ nhất mình đã khuyên rồi, chuyện nhỏ nhất là mình đã có sự ngăn chặn trước đi, thì sự việc nó không đi đến cái chuyện lớn. Thường là cái khổ trong cuộc đời này nói không nói, nhưng mà để trong tâm ấm ức, rồi tức tối, rồi bực bội. Nhất là tình thương mà thành ra ghen tuông, chối buộc, thành ra phiền não. Trước mặt thì thuận lòng thuận ý, nhưng trong tâm thì không vừa lòng không vừa ý. Nên quý vị thấy tình thương mà chối buộc đi, mình thường gàn buộc người ta lắm, thì mình gàn buộc người ta là mình khổ à. Mà người ta mà bị gàn buộc thì người ta không hiểu, người ta cũng khổ luôn nữa. Nên cuộc đời này sống phải làm sao nó có sự tự tại. Mà muốn có được sự tự tại là phải thường buông được những cái gánh nặng trong tâm. Mà gánh nặng nào mà làm mình khổ nhất thì đó là gánh nặng đó. Cái gì mà làm mình dễ kích động nhất thì đó là khổ đó, là nặng đó. Quý vị hãy xem lại trong tâm của mình, mình đang nặng cái gì thì đó là gánh nặng đó. Muốn hóa giải được gánh nặng đó chỉ có một chỗ đặc biệt nhất, đó là nhớ Phật, niệm Phật. Hay lắm. Câu Phật hiệu này hay lắm. Nên cái người chia sẻ tịnh độ có mở rộng cỡ nào rộng, nhưng phải quay lại câu Phật hiệu thì mới là chia sẻ tịnh độ. Nếu như mở rộng đến cái mức mà quên câu Phật hiệu luôn thì thua. Những Đức từng nói câu này cho quý vị nghe rất nhiều lần. Cái bệnh chung của rất nhiều người tu tịnh độ, một khoảng thời gian thì họ được một số người gặp họ khuyên họ nên phát triển cái môn này thêm đi, rồi nên phát triển thêm cái môn này nghe. Anh chị có khả năng phát triển cái môn này đó, rồi tạo dựng thêm về nền văn hóa truyền thống gì đó, làm thêm đi, làm thêm chút nữa, thêm chút nữa đi. Rồi mình thấy mình có duyên này, mình làm được mà. Mình tập trung con người ta đông được, mình làm được sao không được. Thì tự nhiên làm vài lần cái thấy ô mình cũng cao siêu lắm nghe. Cái gì mình cũng làm được nghe. Cái nhiều người tán thán thêm cái nữa. Bắt đầu là mình từ từ cái đầu cái chánh hạnh tu niệm Phật giải thoát của mình mặc. Mà cái gốc khi mắc rồi là phiền não nào ập đến liền. Là bắt đầu nó trở thành phù phiếm, nó trở thành là mình làm mà để cho người ta khen là cầu danh cầu lợi liền.
Khi mà cái tâm giải thoát mất đi là cái tâm cầu danh cầu lợi nó xuất hiện. Mà cái tâm cầu danh cầu lợi nó xuất hiện, bắt đầu nó dụ gạt mình, nó dẫn mình, nó dẫn từ từ rồi cái phương hướng tu tịnh độ mình mất luôn vậy đó. Cái bệnh này nhiều người bị lắm. Nên nếu muốn tu tịnh độ mà cả đời mà duy trì được cái phương pháp tu tịnh độ này mà được lợi lạc lớn nha, là nghe ai nói gì cũng phải duy trì được chính mình. Nghe ai nói gì cũng duy trì được mình, cứ A Di Đà Phật đi. Tại vì trong câu A Di Đà Phật nó có đầy đủ cái môn dạy đầy đủ ở trong hết trơn à. Tại vì trong câu A Di Đà Phật có diệu pháp âm. Mà diệu pháp âm này là cái người chăn thật niệm á, thì tức khắc các quý vị biết rằng cái diệu pháp âm này tự nhiên giảng thuyết từ tâm cho quý vị nghe liền. Có những cái vị không hiểu, nhưng chỉ trong một cái ý niệm của diệu pháp âm phát lên thôi, thì tức khắc hóa giải liền cái sự mà nghi hoặc của quý vị liền. Nên á, những đức á, chia sẻ tịnh độ với những đức không bao giờ đem cái lý luận về cái việc tin không tin nữa. Tại vì riêng mình đã đủ lòng tin rồi, riêng những đức đã đủ lòng tin để tu tịnh độ cả đời rồi. Nên cái chuyện của những đức bây giờ là khuyên nhau niệm Phật thôi. Còn cái chuyện mà lý luận về tin không tin là đó là những con người người ta thích lý luận kệ người ta. Quý vị phải biết rằng cái thời gian trải qua mười mấy năm đi tu này để đủ cho chúng ta thấy tịnh độ thù thắng rồi, khỏi cần nói dòng dòi nữa chứ. Và những đức cũng chưa từng đi cầu học bất cứ người nào mà những đức giảng có thể niệm Phật được và có thể hướng dẫn người ta niệm Phật được. Như vậy thì chúng ta đủ biết rằng tịnh độ thù thắng rồi. Nếu như quý vị mình nhìn qua chỗ này thì sẽ thấy rõ ràng, khỏi cần phải nhìn dòng do tâm quắc nữa, khỏi cần đi tìm nữa, vì con người này làm rõ cho quý vị thấy rồi. Nên bây giờ chúng ta không cần lý luận cái chuyện là có tịnh độ hay không có tịnh độ, có Phật A Di Đà hay không có Phật A Di Đà nữa, mà chúng ta chỉ cần niệm Phật là được rồi. Vì trước mắt là chúng ta niệm Phật là được lợi ích, niệm Phật là được vui vẻ, và người niệm Phật là thấy có sự an vui, và niệm Phật tự nhiên chúng ta có sự cảnh tỉnh mình, giảm tối đa về những điều sai quấy. Như vậy thì trước nhất niệm Phật là đã tốt hiện đời, mà đã là hiện đời tốt là nhân, thì cuối đời thành tựu cái con đường giảng sanh về cực lạc là quả là chắc chắn, đúng không? Bây giờ hiện đời mỗi ngày sân si buồn rầu lo âu sợ sệt mà đòi muốn gì cuối đời về cực lạc hả? Ở đó mỗi ngày gác tay lên trán để suy nghĩ tịnh độ có hay không, có Phật A Di Đà hay không, đủ có một câu Phật hiệu đủ hay chưa, ở đó ngồi để suy nghĩ gì hả? Mất thời gian quá, rất là mất thời gian. Nên tại sao những đức đọc sách người xưa những đức tự tại lắm. Có những người ta đọc sách người xưa tự nhiên đọc tới đoạn văn đó, cái tự nhiên ta nói trời ơi, đọc tới đoạn văn này tự nhiên chằn chọc suy nghĩ, tự nhiên đọc đoạn văn này đến cái thấy mình tự nhiên sao mình giống như mình hổ thẹn với tổ sư quá. Tầm bậy, đọc sách tổ sư, mình không phải là tổ sư và mình cũng không làm được như tổ sư. Tất cả những văn tự đó toàn là mấy chục năm đúc kết của các ngài. Quý vị cứ nghĩ Ấn Tổ đi, từ khi ngài xuất gia cho đến khi ngài truyền giới quy y là mất thời gian mấy chục năm của ngài đúc kết. Như vậy thì tất cả những cái viết sách của ngài toàn là những tinh hoa đúc kết, mà ngài gặp bao nhiêu con người rồi viết lại, người ta mới gom nhặt những cái tờ giấy viết đó của ngài, người ta gom góp thành sách để đời sau người ta coi lại, hiểu không? Đó là những tinh hoa đúc kết. Mà mình khi đọc vào tinh hoa thì mình quên mất tiêu mình là ai, quên mất tiêu mình là ai luôn. Tự nhiên mình bị văn tự cái làm cho mình tự nhiên hổ thẹn nặng nề. Hồng, trong cuộc đời con người phàm phu của chúng ta, chúng ta phải sửa đổi chứ chúng ta không cần phải nặng nề. Nếu như bây giờ kêu người ta phải hổ thẹn để mà quay đầu, như vậy thì hổ thẹn chứ không có đủ bản lãnh quay đầu. Căn tính con người chúng ta bây giờ càng hổ thẹn chừng nào là càng chán nản chừng nấy. Phải làm sao giúp cho họ vượt lên và cho họ một cái hướng bước lên được thì họ tự nhiên sẽ bước lên. Còn nếu như quý vị kêu họ là bây giờ phải tự mình quay lại và thấy mình hổ thẹn với lương tâm mình này kia đồ để sửa đổi, nó làm cho nhiều người nhục chí lắm quý vị. Cái người mà có thể tự hổ thẹn lương tâm và vượt lên chính mình là căn tính này nó không có đơn giản đâu. Cái căn tính này quý vị càng đè chừng nào nó càng vượt lên chừng nấy, là căn tính này nó rất là cao. Mà cái căn tính con người bây giờ phần nhiều đó, nó càng nhục chí chừng nào thì nó càng hư chừng nấy. Nhục chí thì càng hư. Mà làm sao cho họ có cơ hội đứng lên á, bước lên được. Mình nói rằng bạn đứng lên được, bạn có cơ hội, bạn có thể làm được. Bạn làm được như vậy, tôi tin tưởng bạn, bạn làm được.
Nó làm được có một chút mà nói như vậy là giỏi lắm rồi. Ngày xưa tôi còn chưa làm được như bạn nữa. Vậy thì họ đứng lên từ 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 từ, và từ từ họ mới có được lòng tin. Như vậy thì căn tính con người bây giờ, cái cách hướng dẫn này thì nó phù hợp. Còn nếu nói lên cái chuyện mà về giáo dục xa vời đặt cho nặng căn thì con người bây giờ đa phần là chúng ta hư. Nếu như chúng ta nghe đến là thấy mình quá thấp kém, mà khi thấy mình quá thấp kém thì tự nhiên mình không thể nào tu, mà không tu thì lao theo cái sai quấy luôn. Nên cái chia sẻ của những đức là mỗi một con người ai cũng có cơ hội niệm Phật được, và ai cũng có cơ hội được vãng sanh. Cái thấp nhất của chúng ta đó là gì? Hạ căn của chúng ta chỉ cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì được thành công. Phải nhớ. Nên á, cái pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm, phải nhớ đó. Tu học chuyển được mình sẽ chuyển được người, nhớ nha. Đa phần người tu đi chuyển người không mà không chuyển mình. Tịnh độ tốt lắm, về gặp gia đình con cháu niệm Phật đi con, niệm Phật đi con, niệm Phật đi nghe, rồi viết những cái câu mà tổ sư để lại ghê gớm lắm, để đầu nằm đồ, rồi in chữ chết dán cái chăn tường lên bàn đồ, làm thì thấy ghê lắm, để cho người thế gian người ta nhìn, cuối cùng ta nói không biết tu cái thứ gì đó mà chết 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 bà chợ. Người ta không có hiểu cái điều này, nên đời này chúng ta không làm điều này được nữa. Chỉ có cái cốc riêng của mình thì được, trong nhà không được nữa rồi. Viết cái này viết cái kia, dán lên tường, lên vách, lên bàn, hôm nay không làm luôn. Chỉ có tín nguyện niệm Phật thôi và tâm giải thoát ẩn nhẹm bên tâm. Còn sống thì tự nhiên bình thường, ra một cái hình tướng an vui tự tại trong cuộc đời. Ngày xưa khó khăn, bây giờ càng tu càng dễ tin. Ngày xưa cái gì cũng không dám ăn, bây giờ càng tu dám ăn, ăn ngon luôn. Nó ăn chay mà ăn ngon, dám mua đồ mắc tiền ăn ngon. Ngày xưa thì không dám xài tiền, bây giờ dám xài tiền luôn. Có nghĩa là tiền thì để xài chứ để làm gì, thấy không? Tôi tự nhiên bữa nay hết tiền rồi con, bữa nay mình ăn dở nghe con. Bữa nay có tiền thôi, bữa nay mua nho Mỹ cho con ăn này con. Nó có nghĩa là tâm trạng thoải mái rộng rãi rồi, thay đổi là tính tình của mình hoàn toàn. Rồi làm sao con người học Phật càng học phải càng nhẹ nhàng đối với chằng cảnh, đối với sự danh lợi, đối với sự giàu nghèo đẹp xấu, tức khắc càng ngày càng nhẹ. Khi càng ngày càng nhẹ thì tướng càng ngày càng tốt lại liền. Phải nhớ nha. Nó có nghĩa là có những cái trong cái thời cuộc Phật Pháp này, nó có những sự chuyển biến về hình thức, chuyển biến về hình thức rất là nhiều nữa rồi. Quý vị biết rằng chùa mình ngày xưa có một chú này, ông tinh tấn vô cùng, vô đem cộng tu. Tự nhiên ông đọc lời của tổ sư, cái tự nhiên ông không hiểu, ông ra ngoài, ông xăm cái chữ chết ngay chán. Khi ông vừa xăm cái chữ chết ngay chán, ông một tuần sau ông điên luôn. Thì biết sao? Ngày xưa một ông vua mà người ta chù ẻo ông vua này, ông là bạo quân, ông chết đi. Bá gia bá tánh mọi người nói câu chết đi, mà ông ác đúng gì luôn. Đúng tội chết, có nghĩa là đúng tội chết, mà người ta nói ông chết đi, chết là mắc nước liền, chết sớm mắc nước, hiểu không? Không chỉ bây giờ bị dán cái chữ chết ngay cái chán, rồi in ngay chữ chết ngay chán, người ta đi nghe qua lại người ta nói thứ khùng, tôi gì đó, khùng, khùng luôn trời ơi, khùng luôn quý vị ơi. Còn tổ sư người ta có làm sao cũng không bị gì, những gì sao? Vì hoàn toàn thông pháp. Phải hiểu cái nguyên lý giữa mình với người ta nó khác nhau, khác hoàn toàn. Tổ sư làm thì được, mình làm không được. Trong cái thời cuộc đó quá vắng người, thời cuộc các ngài vắng người quá, thời cuộc chưa phát triển nhiều, hiểu không? Ngày xưa những đức cũng bị chói buộc những văn tự này mà những đức không hiểu này quý vị. Đọc lời của tổ sư, không nên làm chủ trì, không nên giữ tiền, không nên quản chúng, không nên thuyết pháp. Những việc này không hết, vì chùa ai làm chủ trì? Bây giờ những đức hỏi quý vị, nhà không có chủ nhà được không? Cha mẹ bây giờ bỏ nhà không làm chủ được quý vị. Quý vị phải nhớ rằng mỗi người có một cương vị trong cuộc đời này. Mỗi người có một cương vị trong cuộc đời này, phải làm đúng cái cương vị của chính mình.
gọi là chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Càng suy nghĩ kỹ lại, chùa không có chủ trì thì làm sao đấy? Chúng ta đặt vấn đề giải thoát không làm chủ trì chùa, như vậy chùa không làm chủ trì làm sao đây? Như vậy thì Ấn Tổ Ngài nêu lên là thời cổ của Ngài những đức tin chắc là có chiến tranh. Chiến tranh rồi xương máu đồ dữ quá. Nên cái việc mà xây chùa chiền cực kỳ khó khăn trong cái thời cuộc đó. Nên trong thời cuộc đó Ngài đã gặp một người nào đó, Ngài đã nói cái điều đó. Là ý muốn nhắc một người nào sau này làm chủ trì chùa, đừng vì danh lợi, đừng vì chùa cao Phật lớn mà bám víu vào. Còn nếu như quý vị vì người ta, vì chúng sanh mà đứng ra làm chủ để lo cho một ngôi chùa thì là tốt. Tốt chứ. Quý vị coi bây giờ tiền bạc người ta cúng dường, nếu không ai giữ tiền, không lẽ tiền này giải thí đại, người ta cúng yên tâm đâu mà cúng cho một người để lo cho tam bảo. Không ai giữ tiền làm sao được đấy. Quý vị đem tiền quý vị giao đại cho người tham lam, vậy quý vị khổ thêm không? Quý vị là người tin mình không? Thì mình nên giữ tiền đàng hoàng để lo cho tam bảo, chứ đừng nên chấp nhất. Ai mượn quý vị nhiều cho cố giữ, đem gỡ ngân hàng cho một đống rồi không xài. Những đức nói với vị nghe nghe, đừng nên làm cái chuyện mỗi lần phóng sanh 100 triệu thì đem về 200 triệu, mỗi lần đi làm việc từ thiện 50 triệu thì đem về 100 triệu, mỗi lần đi cúng chay tăng bỏ ra 200 triệu thì đem về 500 triệu. Quý vị đừng làm như vậy. Những đức nói với vị phải nhớ, phải làm như vậy. Chương trình người mù, tất cả người ta đem lại cho đi, mình có bao nhiêu bỏ ra bao nhiêu tự làm. Đó là ở trong tam bảo có được chút đỉnh tiền gài dựng. Rồi mình làm chương trình này, chuẩn bị chương trình khiếm thị nè. Qua tháng 7 chúng ta sẽ tổ chức chương trình khiếm thị và tổ chức du lan cho họ trước nhất luôn. Thì người khiếm thị bây giờ rất là đông. Thì bây giờ những đức bi hởm tới giờ làm bao nhiêu chương trình nhưng cũng để dành được chút đỉnh tiền rồi. Bây giờ sắp sửa tổ chức chương trình khiếm thị là sạch luôn. Tổ chức một cái là sạch, không còn gì hết trơn á. Thì bắt đầu là có rồi đó, chuẩn bị đủ để mà bao xe họ và cho tiền họ người 200 ngàn rồi đó. Là xong về khoảng 3 ngàn mấy trăm người đó. Thấy không? Thì làm được rồi, đủ tiền rồi. Còn tất cả quý vị đều là những người đến để cho tiền. Những đức dám nói câu này là quý vị biết những đức đâu có kêu người ta đưa tiền những đức. Mà người ta ở xa không đến đây được, người ta gửi tiền đó là chuyện của người ta để những đức để dành nữa, để làm tiếp tục chuyện khác. Hiểu không? Còn bây giờ những đức đã nói lên như vậy là ý những đức muốn cho quý vị tự mình đi cho tiền đi. Chứ những đức không muốn ôm đàm để gọi là mỗi lần chương trình thì dư bỏ vô túi cắt riêng. Không muốn ôm cái nặng cái vấn đề này. Lỡ ôm nặng vấn đề này vô thường đến bất tử thì sao giảng sanh đây? Nên từ nơi đó có thể cầm tiền được, nhưng tự hỏi lấy lương tâm mình là mình cầm tiền mà đối với tiền mình có nặng nề hay không. Xin thưa quý vị, đối với tiền bạc là để xài. Nên nếu lo cho con người thì cứ chăng thật mà xài đi, không sao đâu. Quý vị coi con nít vô chùa mình, những đức nói những đức cho ăn thả ga, cho ăn đàng hoàng, mua cái gì ngon nhất cho các cháu ăn. Nên những đức nói bây giờ trái cây là sầu riêng hay là nho Mỹ là cái thứ là ngon đúng không? Mắc tiền đúng không? Được, mua cho con ăn đó. Vì cuộc đời những đức hồi cấp còn nhỏ chưa từng được ăn cái gì ngon, những đức rất thèm. Bây giờ những đức muốn cho những đứa con nít này ít gì nó cũng được ăn một cái gì ngon ở trong chùa, để cả đời nó phải nhớ tam bảo. Đó. Rồi tất cả các cụ già bây giờ cuộc đời các cụ khổ quá rồi, các cụ khổ quá rồi, những đức mong nhiều vị coi chùa chiền nên xem lại chúng của mình. Người ta đến với mình mà mình không chịu bổ túc cho người ta, mình không chịu lo lắng cho người ta đầy đủ. Những đức nói cái ăn ngủ là cái quan trọng của cuộc đời con người dữ lắm. Quý vị nhớ cái câu nghe, ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là phiền, đúng không? Bây giờ tu hành nói thôi, bây giờ ngủ ít phải ăn ít, nó chết queo luôn chứ đừng nói chuyện giỡn. Tôi cũng nói mà dẫn sanh, ăn đi cho nó mập mạp lên mà tu. Nhìn ít gì nó cũng có được một chút, người ta nhìn mình ta cũng muốn tu. Bây giờ ít gì nó cũng có thịt, có mỡ một chút. Bây giờ quý vị muốn làm người mẫu như bà Mười chùa mình không? Hồi sáng những đức nói bà cụ trong chùa mình, bà Mười, bà là siêu mẫu. Bà mà chịu mà đứng lên được mà bận bộ đồ bó vô đi, cái nữa là không có người mẫu nào giống đụng như bà Mười chùa mình. Trời ơi, gì đâu, không còn miếng thịt luôn, toàn là da với xương với gân không à, thịt đâu mất tiêu hết trơn. Vậy đó mà nằm đâu cũng nút tay chụt 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 chụt, quý vị đi coi có đúng không?
cứ đút tay suốt à, đút chục đút tay hoài đó. Đúng là rõ ràng không, trẻ khôn hoa và lú lẳng chưa. Bây giờ trẻ em bây giờ nó khôn ba hoa, tới khi tuổi già thì lú lẳng, thấy chưa. Còn người xưa người ta càng già người ta càng thông minh, còn bây giờ càng già càng lú. Tại vì sao? Giờ tuổi trẻ mình xài chân phước rồi. Quý vị để ý đi, có nhiều đứa bé nó có 3-4 tuổi mà nổi tiếng khắp nơi trên thế giới luôn. Vậy mà quý vị chờ xem đứa bé này chừng 9-10 tuổi sao hết nổi tiếng rồi. Nếu như biết cách rèn luyện đứa bé này thì sau này nổi tiếng hoài luôn. Là hoàn toàn việc làm của nó phải từ thiện hết, không có được cho nó lấy tiền. Đến mười mấy tuổi là bắt đầu là nó nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, gọi là dằn được nền móng. Cái tiếng nó thành âm đức, hiểu không? Nó làm những chương trình từ thiện hết trơn, chứ không cho nó lấy danh và lấy tiền. Danh thì người ta khen nó được, nhưng tiền đem cho người ta đừng có lấy cho nó. Thì tức khắc đứa bé lên mười mấy tuổi là tiếng tâm của nó là tự nhiên âm đức liền với cả đời nổi tiếng luôn. Còn nếu như từ 3 tuổi 4 tuổi mà nổi tiếng nghe, mà nó kiếm tiền được nhiều đó nghe, kiếm danh được nhiều, nhiều người khen tán thán nó, mà nó ma lanh kinh khủng luôn, cái gì nó cũng như người lớn á, thì đứa bé này chừng 8-9 tuổi sau 10 tuổi, cao lắm 20 tuổi là không còn cái gì nổi tiếng nữa chứ. Tiêu rồi đó. Nó là như vậy, nguyên lý mà, hiểu không? Nên cái âm đức thì vô cùng quan trọng. Giỏi phải đẩy ngược lại, đem cái thông minh, cái giỏi mình lợi ích cho người ta đi, thì tức khắc về sau tuổi già khoảng cỡ 50 tuổi rồi là cái tuổi đặc biệt cuộc đời mình đó. Phải nhớ đó nghe, tuổi trẻ mà tích phước thì tuổi già sung sướng, tuổi trẻ mà hết phước thì tuổi già khổ đau. Bây giờ trẻ mà khổ thì còn bư vào được, già mà khổ rồi bư ở đâu vào ở đâu, ngồi đó cho hỏn như con khỉ khô hả? Vì coi có nhiều người già bây giờ ngồi cho hỏn như con khỉ khô vậy đó. Bị trách ai? Trách mình tuổi trẻ không tích phước, tuổi trẻ chỉ biết mình không biết ai, nên cuối cùng mới thành ra vậy đó, hiểu không? Nên bây giờ chúng ta bây giờ học tập ở đây nè, nhân duyên ở đây, về đây tôi học tập với quý vị nè. Tôi khuyên quý vị làm bất cứ chương trình gì cũng vậy, phải dám bỏ ra, chứ đừng có hoàn toàn dùng cái danh của mình để mà có cái của đem về. Phải dám bỏ ra thì mới nói mạnh được. Cũng như chương trình lễ của chùa mình á, hoàn toàn đem đưa sạch hết luôn. Đúng ra lễ 3 ngày vậy thu nhập cho chùa biết nhiêu tiền nói, nhưng mà những đức cũng có thằng ten. Ten mới sợ luôn. Không có. Nó đưa ra xây dựng sạch nhất hết trơn, không cắt nào đâu, hiểu không? Vậy thì nó mới cảm thấy ấm áp cõi lòng của mình thiệt. Nó làm là bỏ công để mà tạo phước duyên thật, chứ không phải là nói đùa. Nên những đức mong quý vị đi phóng sanh ở đâu cũng vậy chứ á. Mình đi đến nơi chùa nào cũng vậy chứ, mình dám bỏ ra số tiền phóng sanh. Phóng sanh xong người ta bỏ tiền vô phóng sanh, mình gỡ lại hết cho chùa. Thì duyên quý vị với ngôi chùa đấy dày, người ta cực xây được ngôi chùa, còn quý vị đi đến đó kết duyên vậy thôi, chùa thành chùa mình. Không có phải sở hữu mà được quyền sử dụng. Nên đi đến đâu cũng vậy chứ á. Mượn chùa người ta tu, Phật tử cúng dường bao nhiêu cúng dường cho thầy chủ trì hết. Còn riêng mình thì bỏ tiền ra để lo chương trình. Như vậy thì gọi là âm đức nghe. Chứ đừng có đi đến đâu cũng cầm về chùa. Đừng có cầm về. Cái này Hòa Thượng Tịnh Không cũng có giảng. Nhưng để người làm thật lòng thì hiếm lắm. Hiểu không? Quý vị biết rằng cái cuộc đời này nè, đồng tiền nó chen vào tình cảm, đồng tiền nó chen vào cái tình người, tình nghĩa. Khi mà tình nghĩa và tình cảm con người mà có tiền chen vào là quý vị sẽ mắc à. Nhưng biết dùng tiền để bỏ vào nó thì sanh ra tình cảm càng nhiều. Đồng tiền nó rất là hay là do cái tâm của mình nè. Cái tâm của mình biết dùng đồng tiền thì tình cảm con người đến con người tuyệt vời lắm. Còn cái tâm của mình mà có dụng ý về tiền thì quý vị có khéo cỡ nào cũng lòi cái đuôi chuột ra, không có chạy thoát đâu. Cứ chăng thật đi thì khỏi cần suy nghĩ nhiều chỉ cho nó mệt. Những đức nó thật sự mà nói quý vị về đây, những đức rất là mừng. Trong chùa mình những đức nói rằng cái gì mà có nên chia cho Phật tử, người miếng đó là cái lộc trong chùa. Những đức tin vào cái gieo nhân nó sẽ gặt quả. Quý vị về đây tu nghe, dù là một trái ổi, trái xài mà chùa tặng cứ cầm về đi, cho ông chồng, đứa con ở nhà chưa tu ăn đi. Xài bầm ra làm nước mắm cho nó ăn. Cho nó ăn nè, chuối vú mùi cho nó ăn giết đi. Bây giờ quý vị suy nghĩ nè, bây giờ họ không thích một người đó mà người đó có cho họ ăn hoài, có nặng tình không?
Nếu như nó nặng tình đời thì nó đời của nó, nặng tình đạo một ngày nó tu đạo chứ sao. Chuyển vô hình chung chuyển từ từ. Cứ cho họ ăn ngon mặc đẹp đi rồi bị chuyển hóa họ à. Chứ bây giờ riêng mình tu rồi á, mình sơ xài cái tự nhiên mình cũng đem cái tâm tiêu cực sơ xài đó cho người khác tầm bậy. Sao mà tu ra kỳ cục như vậy? Mình sơ xài thì được, nhưng đừng có để người ta sơ xài. Mình phải cho người ta đầy đủ hoàn toàn, để cho người ta ấp lấp đầy đủ hết trơn mà người ta ngán ngao ngán luôn á, thì nó mới chuyển qua nó tu, nghe chưa. Mình thì bận đồ cũ nhưng mà cho họ bận đồ mới được đó, mình cũng có vài bộ đồ mới thôi, hiểu không? Mình cho họ đầy đủ hết hoàn toàn thì mới bị chuyển hóa họ liền á, 100% luôn á. Nên những đức nói rằng những đức thật sự từ bây giờ là những đức có một cái tâm nuôi chúng dữ lắm. Những đức nuôi chúng đầy đủ hết, người nào mà không ở nữa đó là cái duyên của họ hết, kệ họ. Còn những đức là lo hết mình, lương tâm những đức thoải mái vô cục. Nó bây giờ mình biết tu rồi phải không? Mình có tiền anh mua cho chồng một cái bộ đồ cho đẹp đẹp cho chồng. Mua cho chồng, mua đồ xịn cho chồng luôn. Hay mua đồ ăn ngon cho chồng ăn cho nó ngon. Nó từ từ nó nhìn nhận mình, nó nói bà này càng đi chùa thấy càng được nghe. Thì đức này được á, được á. Thì lúc đó nó chịu nghe những đức rồi nó mới chuyển hóa nó tu. Còn nếu như quý vị tu mà quý vị buông xả vô chùa mới có phước đúng không? Đem vô chùa cúng dường hết trơn còn cho nó đói khát. Rồi bạn đồ rách rưới đó nghe, nó nói dùng cái thứ đi tu. Ăn cơm nhà mà lo thiên hạ. Ở nhà thì mày sống ở nhà, mà mày đem tiền mày cho mấy thằng thầy chùa ăn. Mày là cái thứ không được rồi. Rồi chữ luôn mấy ông thầy đúng không? Nên bây giờ phải có một ông thầy dạy. Quý vị không cúng tam bảo cũng được, nhưng quý vị cúng cho chồng cho con quý vị trước đi. Những đức nói độ chúng sanh mà, tiền tam bảo để độ chúng sanh. Bây giờ quý vị độ được gia đình quý vị đi, quý vị độ được gia đình quý vị đi, chứ đừng có nói con cúng dường tiền trong chùa để chuyển nghiệp. Không có chuyển nghiệp đâu, cúng dường tiền không có chuyển nghiệp đâu. Tu hiểu mới chuyển nghiệp, chứ cúng dường tiền không có chuyển nghiệp. Càng cúng dường tiền nhiều thì mấy ông thầy càng hư, chứ làm gì chuyển nghiệp quý vị. Quý vị muốn chuyển nghiệp mình mà để cho người ta hư thì làm gì chuyển nghiệp, hiểu không? Nên quý vị phải đưa đúng nơi đúng chỗ, nghe chưa. Đủ ăn là tu được rồi, chỉ cần biết đủ thì thường vui, quý vị đương chi cho nó nhiều. Trời ơi, có những bà Phật tử đi về đây gặp Như Đức nói con biết thầy đó tiền nhiều thì ghê, mà mỗi lần gặp con nghe thầy nói ngọt ngọt mấy câu con cúng, mà cúng xong về con tức chết luôn, nó vô duyên. Đúng là ngọt mặt chết gùi. Nên tôi đâu có ngọt đâu, nên đâu có con gùi nào chết. Không có tạo nghiệp gì làm cho gùi chết, hiểu không? Nên vì giờ đây vì thấy những đức có nói chuyện ngọt không? Không nói chuyện ngọt nó khỏe nè. Chứ nếu như những đức mà nói chuyện ngọt hoặc là nói chuyện mà lấy lòng quá trời luôn thì chạy theo giết chắc những đức cũng nặng nề chắc chết quá, hiểu không? Đó là tự làm mình khổ. Có nhiều người tự làm mình khổ rồi cuối cùng mình đi trốn. Trời ơi, ban đầu thì chưa ai biết khỏe re, cuối cùng làm sao cho người ta biết mình nhiều, làm đủ cách luôn trời, cuối cùng đi trốn người ta, đi trốn. Nó làm cho mình thấy lạ lạ, một chút là mình lạ, hiểu không? Mình lạ là mỗi lần gặp mình phải gặp khó, lạ, khổ thì ghê. Tôi bây giờ ngông ngông cái mặt đi ngoài đường người ta gặp tôi, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, không có ai đặt vấn đề, không có ai chạy theo thì có lễ phải không? Lễ lọc đi, lũi cụi lũi cụi lũi cụi lũi cụi mình qua, lũi cụi lũi cụi lũi cụi mình về, thấy không? Nó khỏe re, tại vì mình dạy nó rồi. Con người quan trọng là được dạy, việc chỉ cần dạy người ta đàng hoàng là mình khỏe à. Do mình nó muốn cho người ta chạy theo mình, mà mình xạo đừng ai chạy theo mình. Trời, cái người ta chạy theo mình là do tại mình đó. Nếu như mình biết dạy người ta không ai chạy theo mình đâu, người ta lo chạy theo Phật chứ ai chạy theo mình làm gì? Mình là phàm phu chạy theo mình có giảng sanh không? Không. Chỉ có học tập tốt rồi niệm Phật đi. Chúng ta là phàm phu không à, chúng ta lo niệm Phật để đi về với Phật á, vậy thì là đúng rồi. Nên tu học làm sao mà phải hiểu, hiểu thì mới chuyển nghiệp, chứ không phải cúng dường tiền nhiều mà chuyển nghiệp. Nhưng mà cái việc làm đúng đắn, làm đúng cần làm thì làm, làm rồi quên đi, đây gọi là tu tạo công đức rõ ràng. Nên từ nơi đó bây giờ quý vị phá thai, quý vị nói con cúng dường tiền rồi con nhờ thầy cầu an cầu siêu cho cháu, còn con đi làm kiếm tiền nữa, chuyển nghiệp không? Không. Chuyển nghiệp là chuyển cái tâm nghiệp của mình, chuyển cái tâm nghiệp của mình trở thành an vui thì chuyển nghiệp. Còn bây giờ mình còn mỗi ngày nặng nặng quá trời luôn mà chuyển nghiệp cái gì?
Bây giờ quý vị mỗi ngày niệm Phật mà cái mặt sù sụ như như cái mền vậy mà chuyển nghiệp. Thấy không? Cái mặt như cái mền, tối ngày không có nụ cười mà chuyển nghiệp. Cứ niệm niệm Phật cho nhiều để chuyển nghiệp. Không có. Niệm câu Phật hiệu cũng chuyển nghiệp nữa. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Còn mình niệm Phật một câu thì cái mặt như cái mền mà chuyển nghiệp. Ngồi niệm Phật mà cái mặt gì mà chuyển nghiệp. Làm gì chuyển nghiệp? Chuyển nghiệp là con người nó cười là chuyển nghiệp rồi nè. Bây giờ nó đang cười vậy là chuyển nghiệp phải không? Cái nhăn mà cười vậy thì làm gì có nghiệp. Nhưng mà mình về nhà cái mặt mình xù xù nên nghiệp nó tăng. Nên cái tăng nghiệp là do tâm mình tăng. Còn tiêu nghiệp cũng do tâm mình tiêu. Cái nghiệp tăng tiêu là nó cũng như cái bàn tay gì vậy đó. Trong cái lục đạo luân hồi này, gì là tiêu, gì là tăng, gì là tiêu, gì là tăng. Cứ về mà quay tới quay lui hoài vậy đó. Trong cuộc đời này quý vị coi, phải là chúng ta lớn khôn lên có gia đình, nó phải là một bài cứ là tăng tiêu không? Có khi mấy chục năm cuộc đời của người ta chỉ có một bài của nam nữ à, tăng tiêu làm hoài đúng không? Vậy mà trong cái khổ gì cái đó, rồi bắt đầu thời gian nguôi nguôi buồn rồi tìm cái đó, tìm cái đó và khổ gì cái đó, khổ gì cái đó, rồi bắt đầu thời gian nguôi nguôi quên cái nhớ cái đó, phải không? Mà vô lượng kiếp là cái đó, phải không? Đó, có những bà có chồng rồi, lỡ chồng bỏ rồi, con tỉnh tới già, con không bao giờ nhìn đàn ông nữa đâu thầy ơi. Gặp những đức nói, thôi ở vậy nuôi con nghe chưa? Con nghe lời thầy, con không bao giờ nhìn đàn ông đâu. Vậy mà thời gian nữa gặp đi với cái thằng khác. Dẫn đến chùa như đứa hỏi, ồ sao bây hổm nói dữ lắm mà không bao giờ mà. Bữa nay ở đâu mà có cái giờ này đây? Nói thầy ơi, thế gian duyên nghiệp lắm. Có những khi không muốn đâu thầy à, nhưng vì còn nợ thế gian. Trời ơi trời, đúng là khổ ghê thiệt chứ, vị thấy chưa? Đúng không? Phật kêu mình đến thế gian để tu hành làm sao để mà gọi là chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Còn mình thì bây giờ bị nghiệp thế gian, thuận theo nghiệp thế gian đúng không? Thuận theo phiền não thế gian. Mình bị thuận theo mà mình chết chứ không nói vòng vo chứ, đúng không? Nên từ nơi đó bây giờ nhận thức đi. Bây giờ mình đi về chùa, mình gặp được một ngôi tam bảo, gặp ông thầy nói chuyện cũng thật, cũng nhiệt tình, vì cũng cảm thấy mừng rồi. Thấy một ông thầy cũng nhiệt tình, chịu tu, chịu hướng dẫn mình, cũng không có bị nặng nề về tiền bạc vật chất, thì mình cũng mừng. Trong cuộc đời này mình gặp Phật pháp vậy là mừng rồi. Giờ biết tìm đâu bây giờ, có khi tìm ngoài tìm cũng có, mà trước mắt có rồi mà đi tìm tào lao, đúng không? Có khi có rồi cũng đi tìm mà, thế gian là như vậy mà, đúng không? Bây giờ những đức là những đức nói, những đức làm hiểu mình đó. Riêng mình thì vẫn còn là sai chứ không phải là hoàn toàn đúng. Không phải hoàn toàn đúng được, nhưng mà những đức thật sự là có cái tâm hướng dẫn. Có cái tâm rất là nhiệt tình, những đức không có cầu cái gì với quý vị chứ á. À, những đức nói thiệt á, tại vì cuộc đời những đức thích nhất là mình đơn giản à. Những đức thích nhất là mình đơn giản trong cuộc đời này mình sống à, chứ những đức không có cầu kỳ cái chuyện cao xa. Những đức không có mong mỏi cái chuyện danh lợi hay tiếng tăm gì đâu. Không có mong mỏi chùa cao Phật lớn, nhưng mà có thì mình sắp xếp làm sao cho người ta được ở, người ta tu cho mấy bà già có chỗ ở đàng hoàng. Vậy thôi, còn tới đời sau này ai làm được nữa thì tốt. Nên tuy ở nơi nhưng những đức dùng đa dạng phương tiện để mà những đức đem tịnh độ giới thiệu đó. Tại vì biết tịnh độ nó tốt, nó thù thắng, nên mình đem mình giới thiệu thôi. Đó là cái điều quý vị nghe Phật pháp phải nghe chánh tín đó. Nguyên một buổi chia sẻ 1 tiếng mấy đồng hồ. Mỗi một con người chúng ta nghe, cố gắng niệm Phật. Mỗi tuần chủ nhật đi về đây tu phước tu duyên, để mà mình cuối cuộc đời mình đều niệm Phật được, để mà hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ. Nhà chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật hàng Phật tử khắp nơi nơi về đây rất là đông. Cả chư tăng ni cũng về đây tu tập rất là đông. Nên là những đức thường nói
Đây là điểm mà mỗi tuần chủ nhật hay những ngày lễ, đó là điểm tu phước tu duyên thù thắng. Vì khi tập trung đông người cùng tu, rồi đức chúng như biển cả mênh mông, khi nương vào đại chúng thì cái công đức rất là lớn. Mà chúng ta nương vào đại chúng để mà mình tu, từ cái niệm Phật nghe Pháp, dù là mình thấy không có nhiều, nhưng mà nhờ cái lực của đại chúng mà nó có sự chuyển hóa rất là lớn. Nên có những người mà ngày chủ nhật người ta đến người ta tu, những người tâm trạng buồn hay người ta bệnh hoạn hay đang bị bế tắc cái gì đó, nên người ta đến ta tu, tự nhiên nghe những bài chia sẻ Phật Pháp nó cởi mở tâm tư của người ta. Đây là một cái liều thuốc đặc biệt mà chỉ không có tác dụng phụ, gọi là viên thuốc A và Đà Phật, uống trị bệnh bá bệnh mà không có tác dụng phụ, rất là đặc biệt thù thắng. Nên nhiều người về đây, cũng có những người mang nghiệp phá thai, hay những người muốn tu cầu an cho ông bà cha mẹ, hoặc cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Mà chúng ta nương vào cái đại chúng này, từ niệm Phật nghe Pháp, rồi xong chúng ta lễ Phật, rồi ra cúng thí thực, rồi phóng sanh. Nhất là trong cái tháng 7 chúng ta tập trung về tu rất là đông, để mà mình cầu siêu cho người thân của mình. Tháng 7 là tháng mà xá tội vong nhân. Rồi ngày 16, ngày 17 thì chùa mình tổ chức 2 ngày Du Lan báo hiếu. Chúng ta tập trung về đây tu rất là đông, để mà cộng lực cộng chúng, để tu hồi hướng cầu siêu cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của mình, đời này nhiều đời nhiều kiếp được siêu thoát. Nên cái nhân duyên này rất là đặc biệt thù thắng. Nên tất cả chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, hay tất cả những người chết oan chết ức, hay xe đụng, hay chặn dịch Covid khắp nơi trên toàn thế giới chết mà chưa được siêu thoát, chúng ta nên nương vào bổn nguyện Di Đà. Chỉ cần có một cái tâm muốn tu thì đi đến chùa thì chắc chắn là thần hộ pháp rất là hoan hỷ cho vào tu. Chỉ cần mình có một cái tâm vô chùa để lo tu thì nhất định là được vào trong chùa để mà được tu và hưởng tài thọ thực. Cái này là chắc chắn 100%. Có những chư hương linh khi mà nhập dựa vào người nói rằng đi đến chùa mà thằng hộ pháp không cho vào, là do chính cái tâm của mình không chịu tu mà mình muốn vào để mình quậy phá, hay mình làm những điều gì không phải, người ta mới không cho mình vào. Nên nếu như mình tu hành thì chắc chắn là rất là hoan hỷ cho mình vào tu. Nên nhờ cái công đức này mà mình hồi hướng cho cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng, rồi cầu an cho toàn thể đại chúng, rồi thân bằng quyến thuộc của mình, tất cả chúng sanh đều được thân tâm an lạc, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và đem công đức này nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức, và tất cả những người mà chết vì trận dịch bệnh Covid trên khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện cho tất cả quý vị hưởng được những công đức này, tâm tư bình tĩnh lại để nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Buông xuống tất cả những cái tâm đòi nợ, cái tâm oán thù để niệm Phật, thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn quý vị về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim thí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim thí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tây nhự cung, phương nhất thiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lắng ta bà ha, án một lục lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà,
biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là lớn, nên tất cả các cháu nhỏ về chùa mình nhờ cái công đức niệm Phật phóng sanh mà các cháu khỏe mạnh. Có những cháu sanh ra đời vì cái nghiệp chướng gì đó, mà có khi từ ông bà cha mẹ làm nghề sát sanh hại vật rất nhiều, nên từ nó có tiền được mà nuôi cha mẹ. Rồi có khi cha mẹ sanh ra con mà cái nghiệp chướng đến lúc đó nó mới đổ ra là đứa con có cái nghiệp đó sanh vào gia đình mình. Nên khi sanh ra một đứa con thì nó bệnh hoạn eo họ khó nuôi và khó tính dạy không được, từ do cái nghiệp sát sanh mà ra. Nên cái nghiệp sát sanh nó nặng dữ lắm. Tại vì chúng ta phải để ý à, mình thương nhất là thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh, mà chúng sanh cũng thương nhất là thân mạng. Từ nơi đó mà ai đụng đến mình là mình oán hận, như mình giết chúng sanh thì nó cũng oán hận. Khi nghiệp chướng đến lúc mà nó hội tụ nhân duyên thì lúc đó nó mới đòi nợ mình. Nên cái công đức phóng sanh rất là lớn. Nên các cháu còn nhỏ mà biết niệm Phật rồi, biết làm lễ phóng sanh, con ruồi con muỗi con kiến không dám giết. Từ nơi đó mà nó chuyển cái nghiệp của các cháu, từ cái thân thể bệnh hoạn mà từ từ khỏe, từ một đứa bé mà đến để đòi nợ cha mẹ, mà nhờ biết tu, nghe Pháp, biết niệm Phật, nó chuyển được cái tâm nó, từ từ bắt đầu là nó báo ơn cho cha mẹ. Nên các cháu chuyển được cái nghiệp nên nó khỏe mạnh, rồi nó thông minh, nó ngoan, nó nghe lời cha mẹ, thì sau này các cháu sẽ sống rất là tốt đẹp, hạnh phúc cuộc đời các cháu. Nên cái công đức phóng sanh này lớn dữ lắm. Nên chúng ta mỗi tuần chủ nhật lần nào cũng làm lễ phóng sanh. Nên khi phóng sanh rất là hoan hỷ vui vẻ. Tất cả những con chim này cũng từ tạo nghiệp tham sân si, con người như chúng ta mà do cái nghiệp chướng tham sân si. Phật nói đây là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, vì cái nghiệp tham sân si mà bây giờ làm loài súc sanh. Nên những ngày chủ nhật hay ngày lễ chúng ta phóng sanh quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho những con chim này, khi được nghe được bổ nguyện Di Đà, khi thả ra nên ở trong chùa nghe được danh hiệu Phật và niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay hoan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời đại chúng xuống chai đường dùng cơm nha. Chúc quý vị vui vẻ an lạc. A Di Đà Phật.